Chào các em. Rồi về mọi người cũng đã vào để kiểm tra xem trong lớp mình tới thời điểm đã có 7 bạn đã vào rồi. Chúng ta làm quen một chút trong lúc chờ các bạn khác vào. Ở danh sách đăng ký của lớp mình cũng có khoảng hình như có mười mấy bạn, nhưng mà tới thời điểm này mới có 8 bạn. À, 7 bạn vào. Ta chờ một chút đợi các bạn nào. À, khi sử dụng cái trang dạy máy này thì các em lưu ý là ta chạy cái bản Zoom mới nhất để cho cái phần mềm nó sẽ mượt hơn. Trong cái quá trình giảng dạy thì có nội dung cần phải vấn đáp thì các em bật mic lên, rồi có thể bật mic, bật cam hoặc là sử dụng cửa sổ chat để tương tác với thầy với các bạn ở trong nhóm lớp. Đầu tiên thì thầy bắt đầu đến giờ ta làm việc rồi. Thì đầu tiên thầy giới thiệu với các bạn, thầy tên là Đặng Tuấn Thành. Thầy học trước học ở trường Đại học Vinh ở Nghệ An. Sau đó thầy ra đi làm ở ngoài Yên Bái. Thì hiện nay thầy đang dạy ở trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái. Thì tham gia cái việc dạy bồi dưỡng học sinh giỏi qua nhiều năm thì cũng được các anh em bạn bè đồng nghiệp là hay nhờ hỗ trợ việc bồi dưỡng các em học sinh giỏi và cái cũng giống như việc dạy ở trường. Trước đây thì sử dụng cái ngôn ngữ lập trình Pascal, sau này thì chuyển sang ngôn ngữ lập trình C cộng cộng, gần đây nhất thì có sử dụng cái ngôn ngữ lập trình Python. À, tuy nhiên thì để lập trình thi đấu thì như các em biết thì để ta sử dụng C cộng cộng nó sẽ có lợi thế hơn. Với cái việc đặt hàng của cái lớp ta đó là lớp học về lập trình nâng cao. Qua cái việc bài khảo sát thì nhận được một số bài của các em thì thấy các em đã có cái kỹ năng lập trình cơ bản bởi C cộng cộng. Một số bạn đã có khả năng lập trình tốt, ví dụ như để thấy bạn Huy làm bài rất tốt. Rồi thấy có hôm nay như cô Nhung chưa thấy vào, thì cô Nhung cô cũng nộp bài làm cũng rất ấn tượng. Do cái khung chương trình của mình là vừa học vừa thay đổi cho nó phù hợp với năng lực của các em, nên trong quá trình học nếu chỗ nào chưa hiểu hoặc là nội dung nó cao quá hoặc thấp quá thì các em góp ý trực tiếp qua nhóm Zalo hoặc là thông qua cái cửa sổ chat nhé, để cho mình có thể điều chỉnh phù hợp sao cho trong những thời lượng học của khóa học các em có thể nắm được, có được những cái điều bổ ích nhất có thể. Thầy cũng nói thêm là cái lượng bài cố định của cả cái khung chương trình này là cố định, nhưng bạn nào mà hoàn thành sớm thì thầy sẽ thêm những bài tập mới và các em sẽ rất có lợi nếu các em tích cực làm bài ngoài cái khung chương trình học ra. Ở trong cái chương trình học của mình thì có phần điểm danh. Ở hàng buổi học thì thầy sẽ có cái danh sách điểm danh, chắc là thầy cam màn hình cho nó nhanh. Sau đó thầy có cái đường link Google để điểm danh theo lớp. Vì các thầy cô của các em học sinh cũng có dặn nhắn tin dặn là phải điểm danh và cái tiến độ làm bài của từng học sinh qua từng buổi. Đấy. Và khi đó ta sẽ có cái tiến độ điểm danh ở đây và thầy hy vọng rằng các em sẽ có được cái việc học tập rất tích cực. Thông thường thì học lập trình với thầy thì các bạn thường là rất tích cực để làm và thầy tin chắc là cái lớp nâng cao của ta cái cũng thế.
Rồi với cái chương trình này lập trình lớp nâng cao thì cái nội dung tổng quan qua thì ta sẽ các cái bài tập ở trong nội dung này thì thầy sẽ được biên tập từ từ chính cái việc giảng dạy đội tuyển cấp tỉnh với đội tuyển cấp quốc gia của trường chuyên của thầy, và thầy chia sẻ trực tiếp cái nội dung các bài tập này với các em. Và trong cái quá trình dùng thì các bạn học thì các em lưu ý các bạn vào kênh YouTube, các bạn gõ từ các em vào YouTube, các em có chữ Đặng Tuấn Thành sẽ tìm thấy kênh YouTube của thầy và toàn bộ video bài giảng của lớp mình. Đúng rồi, không phải. Các em tìm thấy cái kênh YouTube của thầy là Đặng Tuấn Thành. Đấy, các bạn vào đây. Các em nào chưa đăng ký kênh thì các em đăng ký kênh giúp thầy nhé. Chắc vài hôm nữa thầy sẽ làm YouTuber mất. Cái kênh YouTube đấy. Thì trong cái YouTube này nó sẽ chứa toàn bộ bài giảng của lớp học mình. Và nó có chứa rất nhiều các bài giảng các lớp khác thầy đang dạy. Do đó các em ngoài việc học thầy dạy nội dung ở lớp này, các em cũng nên tham khảo các video khác ở trên kênh ở đây. Và nó có lời giải khá chi tiết từ thuật toán cơ bản và đến lớp nâng cao, và hy vọng là các em sẽ khai thác triệt để các cái video miễn phí mà thầy đã đăng ở trên kênh YouTube này. Các bạn vào kênh có chữ Đặng Tuấn Thành là các em sẽ tìm thấy. Vì các em có thể comment để hỏi trong cái quá trình làm có chỗ nào hỏi đâu chưa hiểu. Ở trong này chắc có khoảng 200-300 video các buổi giảng của thầy, và thầy chia sẻ toàn bộ các video này cũng giống như video của lớp học mình, các em sẽ học thêm ở đấy. Và tất nhiên thì do cái hệ thống này nó sẽ ghi video, ví dụ như hôm nay ta học thì sáng mai video nó mới có nên sáng mai thầy mới up lên được, chứ tối sẽ chưa có ngay nhé. Rồi, số Zalo của thầy là 0854518333. Bạn nào chưa kết bạn với thầy thì nhớ kết bạn với thầy để nhắn tin hỏi, nhắn tin riêng hoặc là nhắn tin ở trong nhóm Zalo. Thầy hay sử dụng Zalo hơn, thầy cũng có một cái Facebook tên là Đặng Tuấn Thành, nhưng do Facebook sử dụng tốn nhiều thời gian quá nên thầy không dùng. Rồi, quay trở lại chương trình của ta thì trong khung chương trình của mình, do hôm trước có cái đề nghị là đưa ra cái khung chương trình thì thầy đưa ra nhanh được bốn cái nội dung trọng tâm mà đi thi học sinh giỏi ta đang thường sử dụng nhất là chuyên đề số học, chuyên đề quy hoạch động, chuyên đề về đồ thị và chuyên đề về xử lý sâu nâng cao. Tất nhiên ở trong đó nó sẽ kết hợp hài hòa giữa các cái nội dung khác như tư tưởng duyệt quay lui, rồi tư quy hoạch động nâng cao, rồi cũng có vừa xử lý sâu vừa quy hoạch động, rồi nó không chỉ đơn giản là theo cái tên mình đang nghĩ. Ở cái chuyên đề số học thì thầy trò mình sẽ có 5 buổi để học cái chuyên đề số học này, nội dung nó cũng khá hay và bổ ích. Các bạn nào làm xong bài tập các buổi này thì các em sẽ nhớ nhắn cho thầy để thầy gửi các bài tập kế tiếp nhé. Các em không cần chờ các bạn khác ở trong lớp đâu mà ta học tiếp luôn. Do đó trong cái quá trình dạy thì gần như thầy sẽ dạy học phân hóa, tức là bạn nào chăm chỉ làm bài tiến độ nhanh hơn thì sẽ nhận được thêm bài tập. Và cũng giống như học sinh đầu tuyển của thầy dạy đấy, có những bạn có thể làm lên tới 115 bài, nhưng có mỗi cũng các bạn đấy ở trong lớp đấy mới làm đến bài thứ 74, 75. Trong quá trình học thì ta có một cái server là ilp.hoctổ.org là cái để nộp bài, thì tí nữa thầy sẽ tạo tài khoản ở đây để cho các bạn nộp bài. Thì để nộp bài thì ta có nút chấm bài hoặc là các em chọn tệp đính kèm để nộp. Thông thường thầy hay sử dụng chức năng chấm bài. Ở đây ta paste code bài làm đây và ta đặt gõ tên tên bài làm à tên tên bài ở đây. Ngôn ngữ lập trình thì ta chọn ngôn ngữ C cộng cộng phần mở rộng là CPP và nút submit để chấm nộp bài. Khi nộp bài thành công thì nó sẽ chờ một chút thì nó sẽ báo lịch sử chấm bài ở đây. Đấy, lịch sử chấm bài của cá nhân mình. Muốn xem anh em bạn bè trong nhóm nó các bạn nộp bài đến đâu thì các em ấn vào nút bảng ranh để xem. Bảng ranh thì tại một thời điểm thì nó sẽ tổng hợp khá nhiều bài làm của học sinh nên nó load hơi chậm. Cứ sau mỗi tháng thầy sẽ reset bảng ranh một lần để cho các bạn đua đua tốc độ ở trong tháng đấy. Trang chủ nó có thêm đây, các bạn thấy bảng ranh của các em học sinh. Hiện tại trong bảng ranh thầy cũng gắn một số các video
về nâng cao, về lập trình nâng cao thì các em cũng tranh thủ xem luôn nhé. Đây bảng rank của ta đây. Trong cái bảng rank này thì ta nhận thấy có một những học sinh lớp 7 có thể lên top 1, có những bạn học sinh lớp 8 ở top 2, các bạn top lớp 10 top 4. Đấy. Các bạn học sinh khác cũng vậy. Nên nó cũng không phụ thuộc vào lứa tuổi đâu. Các em cũng có đam mê là các em sẽ làm bằng một bài tối ưu nhất có thể. Và thầy hy vọng là sau buổi học ngày hôm nay thì cái bài đầu tiên của ta sẽ có 11 bài, thì các bạn sẽ cố gắng đạt được trên 50 điểm của cái bài ngày hôm nay. Cái trang đó là ilp.phongto.org nhé, là cái thứ nhất. Ở trên cái trang này thì thầy cũng có luôn cái đường link đến cái kênh đến cái kênh YouTube của thầy là Đặng Tuấn Thành, để giúp cho các em xem lại video các buổi học. Rồi, còn tài khoản tí nữa thầy sẽ cấp ra, thầy gửi ngay ở trong nhóm Zalo cho đỡ phải nó bị trôi. Rồi, bây giờ ta quay trở lại với nội dung của ngày hôm nay. Bây giờ là 8 giờ 10 phút, ta bắt đầu rồi. Hôm nay buổi đầu tiên ta mất phần giới thiệu hơi lâu nên ta sẽ học muộn hơn một tí nhé. Chương trình của ta thì có cái nội dung này. Thì trước khi vào khung chương trình thì thầy muốn các bạn là comment lớp các em đang học giúp thầy. Ví dụ như bạn nào đang học lớp 7, hay lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, 12, các bạn comment để thầy biết nữa. Các em đang thuộc ở lứa tuổi nào. Rồi. Thầy có Chiến lớp 11, Thuận lớp 12, Nguyên lớp 11, Luật lớp 12, Dị 12, Ruby 12, nhìn Ruby 12 ở trong sách tốt hay thế. Đức Thành, Trường Sơn, Hương, rồi Minh, rồi Phát. Cứ được Phát là học lớp 1, Phát lớp 11. Rồi. Rồi như vậy thì ta sẽ có các bạn học, có mỗi mình là học khối trung học cơ sở. Tuy nhiên ta sẽ cùng theo dõi tiến độ của các bạn nhé. Rồi ở trong cái chương đầu tiên thì ta sẽ học về số học ở trong tin học. Nó khác số học ở trong toán học. Số học trong toán học thì nó sẽ xử lý theo cái kiểu chứng minh, xử lý theo kiểu tìm quy luật. Còn số học trong tin học đó là ta lập trình. Ở trong cái nội dung chương 1 này thì ta được học khá nhiều, bởi vì ta học trong 5 ngày mà. Do đó các em sẽ được học khá nhiều cái nội dung. Ta quay ra các cái giải thuật kiểm tra tính nguyên tố, sàng nguyên tố. Sàng nguyên tố ta sẽ sử dụng sàng Eratosthenes. Có rất nhiều các loại sàng nguyên tố. Thông thường ta sử dụng cái sàng này cho dễ cài đặt. Giải thuật Euclid, phi hàm Euler, các bài toán về ước số. Rồi. Có thêm cái là phân tích thừa số nguyên tố và cái ứng dụng của nó. Đi kèm với nó là các bài toán về xử lý số lớn và các bài toán về các loại số học phổ biến. Cái bài tập về các loại số học phổ biến trong số học nó là một trong những chuyên đề cực khó trong khi lập trình nâng cao. Ở phần sau ta sẽ tìm hiểu thêm ở phần này. Bởi vì từ cái chuyên đề số học nâng cao này nó cũng giống như cái môn học ở trên lớp ấy, môn đại số với môn hình học ấy. Môn hình học thì tưởng nó có nhưng mà thực tế bài tập trong bài tập kiểm tra nó rất rất bình thường. Nhưng môn đại số mà nếu mà cái đề của nó cực khó thì gần như ta không làm được. Đấy, nó rất là... Nên về phần số học nâng cao, về các cái loại số thì có rất nhiều loại số hay, và đi kèm với nó thì ta phải có kỹ năng lập trình tốt. Rồi ta có đề thuật đề cập đến phép nhân Ấn Độ, các phép toán đồng dư, xử lý bit, các bài toán liên quan tới tổ hợp, chỉnh hợp, thêm cái này, thêm về hoán vị nữa. Rồi. Các bài toán chuyển đổi giữa các loại cơ số. Trong chuyển đổi các loại cơ số thì người ta liên quan tới mã hóa và bảo mật số học. Phần này thì cũng sẽ giới thiệu cho các bạn để sau này khi các bạn học lên cái chuyên ngành khoa học máy tính hoặc là chuyên ngành IT, các cái chuyên khoa IT 1 của đại học ấy, thì các em sẽ học cái chuyên đề này khá sâu. Sử dụng các phép toán liên quan tới ma trận để tối ưu hóa bài toán, nhất là những cái bài toán quy hành động nâng cao. Đầu tiên ta sẽ xử lý các phép toán về ma trận. Đi kèm với nó là các bài toán số học nâng cao, và bên cạnh đó các em cần phải xin được cái bộ test để chấm bài tự động.
Đây là một trong những kỹ năng bắt buộc đối với học sinh học ở chương trình nâng cao. Việc các em làm được bài là tốt, nhưng việc các em nộp được bộ test còn tốt hơn nha. Rồi, bây ta quay sang cái bài toán đầu tiên. Trước khi sang bài toán đầu tiên thì thầy muốn giới thiệu các bạn. Trước cái bài của hôm nay ta có khoảng 11 bài. Cái lượng kiến thức ở trong các bài này nó khá nhiều và hay. Do đó các em hãy tích cực làm bài nhé. Bạn nào thấy bài nào dễ cũng phải làm, khó cũng phải làm. Bởi vì nếu mà không cần thiết thầy đã không đưa vào chương trình. Bài đầu tiên là bài vị trí số nguyên tố. Thì trong cái lịch sử về số nguyên tố thì cái số nguyên tố được đề cập đến cái khoảng tầm 5550 trước công nguyên trong cái quyển sách gọi là trong một cái cuộn giấy Rin. Các bạn có thể lên Google tìm cái cuộn giấy này, trong khảo cổ học của Ai Cập người ta tìm thấy nó. Thì người ta có đề cập đến số nguyên tố và hợp số. Sau này thì người ta phổ biến ra số nguyên tố đó là một cái số nguyên dương lớn hơn 1 và có duy nhất hai ước. Hay là cái khác, khi phân tích ra thì nó không thể phân tích bằng tích hai số tự nhiên nhỏ hơn đó. Tóm lại nó chỉ có hai ước và nó lớn hơn 1. Các cái số nguyên tố đầu tiên như các bạn đã biết. Đến nay thì cái số nguyên tố lớn nhất mà người ta tìm được thì nó có khoảng tầm hơn 24 triệu chữ số. Có khoảng tầm 24 triệu chữ số các bạn nhé. Cái số nguyên tố mà trong đó người ta đề đến là cái số nguyên tố Mersenne ấy. Có khoảng 24 triệu chữ số, chiều dài của nó nhé, khoảng 24 triệu. Và nó được khám phá vào năm 2018. Đó là số nào thì ta có thể tìm hiểu được. Vậy thì quay trở lại bài toán ngày hôm nay là bài toán vị trí số nguyên tố. Và số nguyên tố là bây giờ người ta cho một cái mảng hai chiều kích thước M nhân N. Đề bài là hãy đưa ra vị trí các cái phần tử là số nguyên tố ở trong cái mảng này. Đấy. Ví dụ như cái mảng này có kích thước 2 x 3 thì trong các mảng này vị trí số nguyên tố đó là số 5 nó ở hàng 1 cột 3, số 2 nó ở hàng 2 cột 2, nó đưa ra vành độ chỉ số hàng và chỉ số cột. Với cái test này thì không có chứa số nguyên tố nào. Đây cho một cái ma trận kích thước 2 x 3 nó không chứa số nguyên tố nào. Do đó nó ghi ra trừ 1, đó trường hợp là vô nghiệm. Rồi, bây giờ các bạn đề xuất cho thầy thuật toán nhé. Để thầy sẽ hỏi theo thứ tự từ bé đến lớn đi. Theo thứ tự ưu tiên từ bé đến lớn. Xin mời bạn Nguyên nào. Ý tưởng của em định là gì? Em có thể bật mic lên đây. Bạn chờ thầy giảm cái quạt lạnh quá. Rồi ta bắt đầu các em nhé. Bây giờ thầy xin mời các bạn hãy cho ý kiến về cái cách làm mà đề xuất ý tưởng giải thuật của bài toán này nào. Rồi theo thứ tự từ bé đến lớn, vừa rồi còn Nguyên nhưng chưa thấy. Mời Vũ Huy nào. Em dự định làm thế nào với bài toán này? Dạ em dự định dùng bản đánh giá thôi. Vũ Huy có thể bật mic lên nói nhé. Chào cô Nhung nhé, cô Nhung đã vào đây rồi. Ta đã làm bài số 1 đầu tiên về vị trí số nguyên tố nhé. Dạ thả nghe em luôn. Dạ luôn. Huy bật mic hoặc là bật cửa sổ chat cũng được em nhé. Dạ luôn, em thử nghe em đó. Bây giờ thầy mới biết là nãy giờ thầy tắt cái loa, thầy chán đời quá. Quên mất chưa bật loa. Dạ. Rồi xin mời Huy chia sẻ
À. Giờ em dùng món đánh dấu này. Ừ. Giờ luôn. Em đi làm thế nào? Giờ em dùng món đánh dấu. À, giờ sử dụng mảng đánh dấu. Ý tưởng là như thế nào nhỉ? Giờ ý tưởng là khi mình nhập một số trong ma trận thì mình sẽ kiểm tra đó là nếu như là số nguyên tố thì mình đánh giá được chưa, còn ngược lại thì thôi. Rồi, sau đó. Mình diệt cái rồi sau đó mình in ra vị trí. Rồi. Thầy đã hiểu ý tưởng của Huy. Ý tưởng của Huy đây, Huy là sẽ thực hiện là cho y chạy từ một cho đến ta có mở hàng là cột đúng không? Tức là ta duyệt trên mảng hai chiều. Rồi, nếu mà thằng nguyên tố của thằng AIG bằng Chu thì em sử dụng một cái thằng FEG khởi tạo nó bằng Chu đúng không? Ngược lại thì gắn thằng FEG bằng phô, hoặc là ban đầu mình phủ cái mảng này bằng phô cũng được. Rồi sao đây là bước 1. À, bước 2 duyệt. Ô thôi, để dấu tab cái mà nó bay màu luôn. Rồi đến bước 3. À, như Huy vừa bảo là bạn ấy sẽ thực hiện duyệt lại trên cái mảng F này. Nếu mà thằng FI Giờ thôi bước hai là em vừa nhập mà em vừa bằng chung dạ. thì ta thực hiện là đưa thằng Y và G ra đúng không? Đấy. Đấy là ta có cái ý tưởng này rất hay. Và như như thế thì bạn Vũ Huy bạn đã đề xuất được cái cách làm cái cách thứ nhất là cái cách làm khá hay. Ở đây thì ta nhận gồm bước 1 và bước 2 được không? Hoàn toàn được. Trên thực tế thì em có thể đưa ngay thằng Easy ra cũng được. Chứ theo, vì khi nãy em có đề cập đến cái chữ sử dụng mảng đánh dấu nên thầy mới sử dụng khai với báo một cái mảng kiểu bool đúng không? Rồi, như vậy thì ở cái bài toán này thì ta cũng sẽ thống nhất luôn ở cái chỗ là cái chỗ hàm nguyên tố. Rồi phía bên kia sẽ xin mời các bạn cài đặt chương trình theo sát tác 1 luôn nhé. Cái code block của thầy nó bị ngáo sao nó chạy chán đời đấy. Ừ, đúng rồi. Thực tế thì việc nhập với xuất thì nó thông thường là mình sẽ tách độc lập nó ra. Bởi vì sau này trên thực tế trong cuộc sống mà khi mà mình học lập trình ấy, sau khi mà mình làm sau này mình viết ứng dụng ấy, thì ta nhận thấy rằng cái việc dữ liệu nhập vào nó là một cái đường khác nhau và cái kết quả cái mà mình xử lý làm thường mình lấy dữ liệu từ một cái nguồn nào đó có sẵn nên thường mình sẽ đọc dữ liệu xong sau đó mình mới xử lý nó. Tất nhiên thì khi lập trình nâng cao thì ta có thêm phần xử lý dữ liệu động thì nó cũng có thể vừa cập nhật vừa đưa ra kết quả luôn cũng được. Ở cái bài này trên code block thì hiện nay thì các bạn đang sử dụng cái trình biên dịch nào nhỉ? Các bạn có thể comment giúp cho thầy là các em đang sử dụng code block hay sử dụng cái gì để soạn
bởi ngôn ngữ lập trình nhỉ? Ở C cộng cộng. Các bạn bật cửa sổ chat ra giúp thầy nhé. Rồi có Chiến sử dụng rồi Huy dùng code block, Chiến dùng DevC. Rồi Trường cũng vậy. Các bạn khác thì sao? Hiện nay thì có rất nhiều trường phái sử dụng, thì ngay cả học sinh của thầy cũng thế thôi, cũng một thầy thành dạy cả, nhưng mà ở phía dưới thì các bạn thoải mái sử dụng các cái trình soạn thảo khác nhau. Thì phổ biến hiện nay nhất vẫn đang là sử dụng CodeBlock, hoặc là sử dụng thằng Visual Studio, hoặc là sử dụng thằng DevC. Đấy, là những cái thằng DevC nó chạy khá nhẹ, nó tương đối nhẹ, CodeBlock chạy cũng nhẹ, Visual Studio thì code trông nó chuyên nghiệp hơn. Và khi đi thi thì các em sử dụng cái thằng nào cũng được nhé. Thông thường thì trong phòng thi người ta sẽ cài đặt cho mình thằng CodeBlock. Với học sinh thi đội tuyển cấp quốc gia của thầy thì các bạn học sinh cũng chỉ sử dụng mỗi CodeBlock để đi thi. Ta thống nhất luôn, khi sử dụng các thư viện thì ta sẽ sử dụng thư viện tổng hợp bit-stdc.h. Đây là thư viện chứa tất cả các thư viện khác. Đi thi cấp quốc gia, đến chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, các em chỉ cần sử dụng thư viện này là được. Có một số các trường phái khác là có thói quen sử dụng thư viện nào thì các em khai báo thư viện đó cũng được, nhưng không cần thiết. Ta dành thời gian để nghĩ thuật toán đi, ngồi code mấy cái đấy mất nhiều thời gian lắm. Bởi vì gõ một phím mất một giây, đúng không? Gõ cả một cái đoạn đi file dài như thế. Đi thi thì người ta không có template. Rồi ta quay trở lại với bài toán ARR2 Deep Rhyme này, thì ta sẽ thực hiện thầy trò mình cũng sẽ thống nhất một số các cái DeFi mặc định. DeFi đầu tiên thầy hay sử dụng xem N đây người ta cho bao nhiêu nhỉ? N đây người ta cho 1.000. Ta cũng thống nhất luôn cái cách trình bày. Sao máy thầy bị nhìn lắc lên. Khi cài đặt viết chương trình thì các bạn nhớ giữa toán tử và toán hạng các bạn cách nhau nó ra. Rồi bài này thì người ta yêu cầu làm việc thì bắt đầu vào làm thì bài này thì ta có tên file của thầy. Mà làm việc với mọi bài thì thầy cũng mong muốn tất cả các em là khi đi thi cũng giống như khi học thầy thành dạy, là các em bắt đầu vào việc là các em phải làm việc với thầy ngay. Hiện nay có một cái thói quen rất khó bỏ của các bạn học sinh, đó là đến cuối giờ các em mới thêm cái thằng này vào. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm, bởi lẽ với một số bài, nhất là những cái bài xử lý sâu ấy, mà không làm việc với thầy ngay từ đầu thì đến lúc đoạn cuối mà khi mà ta đọc dữ liệu mà ta không đọc được ấy, hoặc là không ghi được kết quả ra ấy, thì khi đó mình không kịp để thay đổi thuật toán nữa. Với lại mỗi lần các em chạy thử, các em phải mất công nhập test. Thời gian mình nhập test thì cái thằng ngồi bên cạnh ấy, nó đã chạy chương trình ra kết quả lâu rồi. Do đó đừng cứ phí thời gian là nhập đi nhập lại test nhé. Có một số các bạn là có thói quen là DeFi các hàm for cũng được. Thầy, các bạn để ý nhé, thầy gõ một dòng xong thầy ấn tổ phím Ctrl D, Ctrl cộng với phím D để double cái dòng này lên. Đấy, để double nó lên, sau đó thầy mới bắt đầu sửa. Và khi double thì nhớ sửa cho nó trên đẻ nhé. Đây là một kỹ năng lập trình thầy hay sử dụng. Ta có một cái mảng, vừa rồi thì thầy cho mình có khai báo cái biến Nmax ở đây. Thì ta tuyệt đối không ghi cái kiểu như thế này nhé. Ghi như thế này thì nhìn code chương trình là người ta biết ngay là mình hơi gà. Bởi vì những các cái code lập trình viên chuyên nghiệp, người ta sẽ define các cái hằng số ở đây. Có thể là do thói quen thôi, nhưng các bạn là ta sẽ lập trình làm quen dần. Rồi, và bây giờ ta sẽ với những cái vòng for cố định, thì thay vì việc các bạn code đi code lại, các bạn nên, ví dụ như với bài mảng hai chiều, thầy luôn lưu nó ở trong clipboard.
là để mỗi lần thầy cần dùng thì thầy chỉ việc paste nó ra. Đấy. Bây giờ nếu nguyên tố của thằng, hoặc các em có thể đặt tên nó là thằng nếu IG là số nguyên tố, thì thực hiện công việc là sell thằng Y ra. Rồi, thêm vì mỗi cái kết quả nó dưới một hàng ta sell and line ra. Thế là xong. Ở đây thì ta nhận thấy rằng trong đề bài nếu không phát hiện ra nó có nghiệm, thì để phát hiện ra thì ta sử dụng kỹ thuật cầm cờ. Thầy hay sử dụng biến P là cầm cờ. Kỹ thuật cầm cờ là ban đầu ta khởi tạo P bởi một giá trị. Cứ mỗi lần phát hiện ra biểu thức điều kiện mình của mình có nghiệm thì ta khởi tạo P bởi một giá trị khác. Đấy. Các bạn nháy chuột phải chọn format user style là nó sẽ định dạng đẹp lại cho mình. Rồi, bây giờ thì sau vòng lập for này, nếu P của thầy mà vẫn bằng 1 thì điều đó chứng tỏ rằng phương trình thì cái đoạn bên trên nó vô nghiệm, thì mình CA ra trừ 1. Một số bạn cẩn thận CA trừ 1 trong cặp giống ngoặc kép, đó là điều không cần thiết nhé. À quan thầy xem lại đề bài nào. Đây trong đề bài nó báo là CA ra trừ 1 mà. Đấy, trong đề bài nếu không có phần tử nào thỏa mãn thì ghi ra trừ 1. À P bằng 0. À đúng rồi, thầy cảm ơn Huy đã phát hiện ra P bằng 0. Sau vòng lặp for thì nếu P của mình không thay đổi giá trị, tức là P vẫn bằng khởi tạo giá trị ban đầu, thì P bằng 1. Thì kỹ thuật này người ta gọi nó là kỹ thuật cầm cờ. Tức là ban đầu ta khởi tạo P bởi một giá trị. Trong vòng lặp for, nếu phát hiện ra P, nếu phát hiện ra một nghiệm thì ta khởi tạo P bởi một giá trị khác. Nha. Thực hiện xong các vòng lặp for này, nếu P vẫn bằng giá trị khởi tạo ban đầu thì chứng tỏ nó vô nghiệm, thì ta đưa ra giá trị vô nghiệm. Đấy. Như vậy thì ta đã thực hiện đã chạy xong thằng này. Bây giờ ta quay trở lại cái hàm nguyên tố, thì thầy trò mình cũng sẽ thống nhất luôn cái hàm nguyên tố để sử dụng cho mọi bài cho đến khi các bạn đi thi cấp quốc gia. Nguyên tố kiểm tra một số U có phải là số nguyên tố hay không. Khi kiểm tra số nguyên tố thì các em lưu ý, các em phải để ý mình định kiểm tra cái số này kiểu dữ liệu là gì. Hàm kiểm tra số nguyên tố thì mức độ phức tạp là ô của căn bậc 2 của số cần kiểm tra. Nên giá trị tối đa kiểm tra của nó chạy được khoảng tầm 10 mũ 16. Cái máy tính của thầy Core i3 thì nó chạy chấm được khoảng tầm 10 mũ 12. Đấy. Và với 10 mũ 12 thì khi đó cái tham số đầu vào của nó sẽ phải là long long. Nếu mà AI người ta AIG người ta cho nó kiểu long long nhé. Vậy thì ở đây thì ta có một số các cái nhận xét này. Nếu U mà nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì U không phải là số nguyên tố, thì ta sẽ return là false. Sau đó ta thực hiện Y chạy từ 2 cho tới N. Y chạy cho tới căn N nên thầy bình phương hai vế lên, thầy Y nhân Y nhỏ thu N, tổng quát lên Y nhân Y nhỏ thu U và Y không không. Rồi khi đó nếu thằng U mà chia hết cho thằng Y thì điều đó chứng tỏ ta nhận thấy như thế này. Tại sao ta có cái hàm nguyên tố này? Trong số học người ta có một cái bổ đề rất hay. Với một số nguyên dương lớn hơn 1 thì nó luôn có hai ước là 1 và chính nó. À các bạn chờ thầy một tí nhé, để lấy cái pad. Cái pad vừa. Phải lấy cái pad đấy, thằng bé con nhà thầy nó nghịch quá đấy, phải cất cái pad đi. Rồi, một số bạn thì sử dụng hàm nguyên tố rất nhiều lần và cài đặt rất thành công. Tuy nhiên ở đây thầy muốn giải thích thêm một chút. Đó là những cái dạy màu xanh à, con thầy nó lại chọn màu xanh. Bây giờ các bạn hình dung như này, với một số nguyên dương n ấy, chờ thầy tí tắm lại cho nó nhận lại đẹp hơn tí. Với một cái số nguyên dương u ấy mà với một số nguyên dương n thì nếu mà cái số này lớn hơn 1 thì nó luôn chia hết cho 1 và nó cũng luôn chia hết cho n. Như vậy tới thời điểm này nó đã có hai ước rồi.
Vậy thì người ta sẽ thực hiện đi kiểm tra xem có tồn tại một cái số nguyên dương y là ước của n nữa hay không. Nếu y là ước của n thì khi đó số này nó sẽ có là ba ước. Và khi nó có là ba ước thì nó ra là nó không phải là số nguyên tố. Đúng không? Nó không phải là số nguyên tố. Bởi vì số nguyên tố là số nguyên dương lớn hơn một và có hai ước. Đấy. Và với như thế thì ta nhận thấy như thế này. Có một cái bổ đề trong số học người ta chứng minh được rằng nếu y là ước của n thì cái y bé nhất sẽ thuộc đoạn từ 2. Cái y bé nhất lớn hơn 1 sẽ nằm trong phạm vi từ 1, từ 2 cho đến phần nguyên căn bậc 2 của n. Đấy. Vậy thì để kiểm tra xem một số có là số nguyên tố hay không thì ta nhận xét là nếu số này mà lớn hơn 1 thì số này chắc chắn nó có hai ước. Việc kiểm tra nó là số nguyên tố hay không thì ta kiểm tra xem có tồn tại cái thằng y min này hay không. Nếu tồn tại thằng y min này thì điều đó chứng tỏ rằng nó sẽ có ba ước, số ước 1 và n và nó có thêm thằng y min này nữa. Và trong bổ đề trong số học người ta chứng minh được rằng y min sẽ nằm trong phạm vi chạy từ 2 cho tới căn n. Như vậy cái y min của mình sẽ nhỏ hơn hoặc bằng căn n. Bây giờ thầy bình phương hai vế lên thầy có y bình sẽ nhỏ hơn hoặc bằng n. Do đó ở đây thầy có là y nhân y nhỏ hơn bằng u, nó có nghĩa là như thế, tức là y bình nhỏ hơn n. Ta ít khi các bạn trước đây thì người ta hay có một cái trường phái là y nhỏ hơn bằng là chun c của sqrt của u. Đấy. Thì bây giờ người ta có một cái trường phái đó là y bình nhỏ hơn n, người ta sẽ cài đặt như thế này các em nhé. Ta không sử dụng là cái như thế này nữa mà ta sử dụng như trên. Như vậy ở đây thầy nhắc lại một chút là tại sao người ta kiểm tra một số nguyên tố bởi cái giải thuật này, bởi lẽ người ta có một cái bổ đề là trong toán học là nếu với một số nguyên dương n, nếu số này lớn hơn một thì số này luôn có hai ước 1 và n. Nếu còn nó có một ước nữa thì cái ước bé nhất đó sẽ nằm trong phạm vi từ 2 cho tới căn bậc 2 của n. Đấy. Nằm trong phạm vi từ 2 cho đến căn bậc 2 n. Nếu tồn tại cái thằng y min này thì thằng này nó sẽ có ước thứ nhất, ước thứ hai và ước thứ ba thì nó sẽ vô nghĩa. Đấy, đó là cái lý do tại sao ta sử dụng cái giải thuật trên. Rồi, với cái như thế thì ta sẽ thực hiện tiếp. Đây. Thì ta sẽ return home. Rồi. Sau vòng lặp for này, cái ta thu được là kiểm tra tất cả các thằng y min đấy có tồn tại thằng y min nào không, thì ta nhận thấy không còn thằng y min nào. Khi nó không còn thằng y min nào thì chứng tỏ không tồn tại một cái ước nào là ước của u, hay nói khác số này chỉ có hai ước. Vậy thì ta kết luận luôn là nó là số nguyên tố. Vậy thì ta đã có được cái giải thuật hàm kiểm tra tính nguyên tố. Và cái hàm này thầy muốn và mong muốn các em trong mọi bài sau này khi cài đặt chương trình các em cài đặt theo giải thuật này. Hiện nay có một số các cái hàm cài đặt kiểm tra tính nguyên tố khác. Tuy nhiên thì cái cách cài đặt này có thể sử dụng để đi thi ở đến cấp cao hơn được rồi nhé. Đấy thì chưa lấy một cái thôi mà trả ra bông trả ra bông. Thầy chạy chương trình chạy xem nó có báo lỗi gì không hay không tí nữa. Rồi khi làm việc thì các bạn một số bạn có thói quen là làm trực tiếp với file thì các em lưu ý ta phải làm với project nhé. Ta vào file chọn new chọn empty file. Với các bạn lập trình viên chuyên nghiệp thì các bạn nên sử dụng tổ hợp phím Ctrl Shift N. Đấy, Ctrl Shift N. Đấy, nó hiện ra cửa sổ ấn Enter. Đấy, sau đó các bạn là nhảy sang đặt tên file chứ không vào file chọn new nhé. Khi đi thi thì ta sử dụng tổ hợp phím cho nhanh. Rồi ta lấy test đề bài. Với học sinh của thầy thì quan sát các bạn đấy thường có thói quen tạo test đề bài trước khi cốt bài rất ngầu và dẫn đến là lúc để tránh được một cái lỗi đó là lỗi nhập kết quả bị sai, nhập test bị sai. Thì ta thu được output của bài toán này. Bây giờ thầy thử cái test số khác. Ta giữ phím Ctrl để lăn chuột lên cho nó to lên. Để trong quá trình cài đặt thì các em sẽ không bị ta sẽ ra được trừ 1.
Vậy thì trên đây là cái giải thuật làm theo cái này. Rồi các bạn hãy cho thầy biết làm theo cách sắp thắc một như trên bài này độ phức tạp thuật toán là bao nhiêu? Xin mời các bạn comment giúp thầy. Làm theo cách một thì độ phức tạp của thuật toán là bao nhiêu? Làm theo cái ý tưởng sắp thắc này, xong rồi độ phức tạp của thuật toán. À, của thuật toán là số lượng phép toán tối đa cần thực hiện, viết tắt bởi ký pháp ô lớn. À, thầy nhận được hai câu trả lời là Huy cho là ô của log n. Rồi cảm ơn Huy. Xin mời các bạn khác có đánh giá được độ phức tạp thuật toán của cả cái giải thuật này không? Để đánh giá được độ phức tạp thuật toán, mình nhìn đoạn cốt chính của chương trình, đó là mình cho duyệt qua trên mảng hai chiều, với mỗi phần tử ta kiểm tra tính nguyên tố của nó. Việc duyệt hai vòng for mn, vậy độ phức tạp của nó sẽ là m nhân n. Để hàm kiểm tra tính nguyên tố thì nó sẽ mất căn bậc 2 của số cần kiểm tra. Nhá, các bạn lưu ý cái hàm nguyên tố này này. Độ phức tạp của nó là mất căn bậc 2 của số cần kiểm tra. Do đó, nó sẽ mất ô của căn bậc 2 của số cần kiểm tra. Và số cần kiểm tra lớn nhất đó chính là phần tử lớn nhất của dãy số. Và phần tử lớn nhất của dãy số đó chính là... là thằng giá phần tử lớn nhất. Thầy hay gọi nó là thằng Rmax. Vậy nó ô căn bậc 2 của Rmax. Vậy thì ta sẽ làm mất, Thuận có đề xuất là ô của m nhân n cộng r max. À, thì đó là một cái giải thuật sẽ tối ưu hơn, tí nữa ta sẽ đề cập đến nó. Tuy nhiên với cái cách mà ta đang làm đây là, đây, ta for hai vòng. Đấy. Và ta thực hiện là nếu nó là số nguyên tố thì ta thực hiện đưa chỉ số của nó ra. Vậy với cái như thế thì độ phức tạp của mình là m nhân n nhân căn của r max. Rồi trong đó r max là giá trị lớn nhất của dãy số, là 10 mũ 6, căn của r max là 10 mũ 3. M bằng 1000, n bằng 1000 là ta sẽ được là 10 mũ 9. Trong một giây thì máy tính tốt nhất chạy được bao nhiêu phép tính khi chấm trên phần mềm chấm bài? Các bạn bật cửa sổ chat cho thầy biết trong một giây máy tính chạy tối đa tốt nhất cho ra kết quả là bao nhiêu? Minh cho 10 mũ 6. À, Thuận cho 10 mũ 6, các bạn khác? À, xin mời Nguyên nào, Sơn nào, Dự, Chiến Thành Phát rồi, có cả Luật Vương, Thuận, cả cô và cả cô Nhung nữa. À, Trường Sơn 10 mũ 9, Dự cho 10 mũ 6. Thầy nhận được có hai kết quả khác nhau rồi. Có bạn nào có kết quả tốt khác không? À, hiện nay thì để trong vòng một giây thì độ phức tạp chạy tối đa được trên máy tính hiện nay với máy chấm của bộ là khoảng 10 mũ 8 phép tính. Tuy nhiên cái máy tính mà đang làm để chấm bài các em nó chỉ chạy lên tới được 10 mũ 6 thôi nhá. Nên ta thống nhất là trong quá trình làm bài ta chỉ sử dụng tối đa lên tới 10 mũ 6 giống như các bạn đã cho. Nhưng đi thi chấm với bài thi quốc gia thì nó có thể chấm lên tới được 10 mũ 8. Với máy cấu hình cao nó có thể chấm lên 10 mũ 8 đa nhân. Nhưng máy của thầy có 4 nhân như vậy. Coi i3 thế hệ thứ tư, hơi không phải hơi mà là quá đẹp rồi. Ta như vậy thì với cái bài toán theo cái cách như này thì thầy mong muốn với các bạn là giải thuật cái hàm nguyên tố trong mọi bài các bạn dùng như thế này, và bài này ta duyệt qua tất cả các phần tử, nếu nó thỏa mãn điều kiện thì ta đưa nó ra. Với cái tư tưởng này ta gọi nó là tư tưởng vét cạn, đó là ta thử tất cả các cái thằng đấy, nếu nó thỏa mãn thì đưa ra nghiệm. Vậy thì ta thấy, nhận thấy rằng cái việc mà kiểm tra tính nguyên tố này, ví dụ với cái bộ test input của thầy là cái số 144, 146 này, thì riêng số 4 này ở trong bộ test này nó bị kiểm tra là 3 lần. Vậy thì với một bộ test có kích thước m nhân n thì có rất nhiều số nó bị kiểm tra tính nguyên tố nhiều lần, và đây là điều không nên. Và vì việc để giảm được cái điều đấy thì trong khi học lập trình thì ta sẽ sử dụng cái gì?
khi bài toán bị kiểm tra tính nguyên tố nhiều lần thì ta nên dùng cái gì để thay thế? Các bạn bật cửa sổ, có thể bật cửa sổ chat lại hoặc là bật mic lên mà giúp thầy. À, ta sử dụng sàng nguyên tố, Thuận đề xuất. Rồi, vậy thì bài này thì vì hàm nguyên tố bị gọi nhiều lần nên chi phí thời gian thực hiện là quá lớn. Vậy để giảm, để khắc phục điều này, ta sử dụng thủ tục, ta sử dụng sàng nguyên tố Eratosthenes. Cái sàng nguyên tố Eratosthenes này, bạn nào cài đặt được các em comment cho thầy số 1, bạn nào chưa cài đặt được các em comment cho thầy số 0. Sàng Eratosthenes nhé. Rồi, xin mời các em khác, thầy đã nhận được 4 câu trả lời của các bạn rồi. Xin mời Nguyên nào, Sơn nào. Nguyên rồi, Minh. Tiếp, thầy nhận được cả câu trả lời của Luật rồi. Mời các bạn khác, hãy cho thầy biết các bạn có thể cài đặt được giải thuật sàng nguyên tố chưa? Sàng Eratosthenes nhé. Hiện nay sàng nguyên tố có rất nhiều sàng. Một là rồi, đúng rồi Thuận ạ. Một là rồi, Thuận đang chỉ sợ comment là không ạ. Rồi, như vậy còn các bạn khác thì sao? Vậy thì tới thời điểm này thì ta nhận thấy rằng thầy trò mình cần phải làm rõ hơn về cái giải thuật sàng nguyên tố Eratosthenes. Giải thuật sàng nguyên tố Eratosthenes thì nó sẽ trả lời cho cái bài toán là hãy liệt kê các số nguyên từ 1 cho tới giá trị cần sàng, tổng quát lên là từ 1 cho tới n. Đấy, liệt kê các số nguyên tố nằm trong phạm vi từ 1 đến n với độ phức tạp. Với độ phức tạp thuật toán là ON. Đấy. Thì cái sàng Eratosthenes này nó hoạt động khá thú vị như sau. Các bạn quan sát nhé. Chỗ này tiện thể đây thì thầy giới thiệu lại cái sàng nguyên tố một lần để cho các bạn cùng nhớ. Ở phía bên kia thì các bạn có thể cần vở ghi lại, hoặc là các em nên dùng cái gì đó để ghi lại. Video bài giảng thì thầy sẽ cung cấp ở cuối giờ. Bây giờ ví dụ như thầy cho n bằng 20, cái ông Eratosthenes là cái ông hàng xóm nhà thầy ấy, ông sống trước công nguyên. Ông nghĩ ra cái giải thuật này. Ban đầu ông viết ở trên đá, trên vách đá, ông lấy iPad ra, ông viết ra các cái số nguyên tố, các cái số nguyên trong phạm vi từ 1 cho tới n. Đấy, ông viết ra các số nguyên từ 1 cho tới n. Như vậy thì theo ý tưởng giải thuật ấy, thì cái bước đầu tiên ông xem tất cả các số này là số nguyên tố. Đấy, như vậy thì ông xem tất cả các số này là số nguyên tố. Vậy thì ông cho y chạy từ 1 cho tới n, ông xem tất cả thằng fi này là số nguyên tố. Đấy. Sau đó ông nhận định rằng theo định nghĩa số nguyên tố ở sang bước 2 ấy, chữ thầy ngày xưa đẹp lắm, bây giờ nó đỡ rồi nên các em chỉ khó đọc nhé. Bước 2 ông nhận thấy theo định nghĩa số nguyên tố, số 1 không phải là số nguyên tố. Vậy thì ông gắn F của thằng số 1 có giá trị bằng phô. Đấy. Sau đó ông bắt đầu cho y ban đầu bằng 2, là ông bắt đầu từ cái số nguyên tố đầu tiên mà chưa bị xóa. Ông y ông trỏ vào thằng 2. Sau đó ông xóa đi tất cả các bộ số của 2. Vậy thì nó sẽ xóa đi các số 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 và 20. Sau khi xóa xong các bội số của 2 rồi, thì sau đó ông lại tăng y lên đến cái số kế tiếp mà chưa bị xóa. Y tăng lên bằng 3. Y trỏ vào thằng 3, sau đó nó xóa đi bộ số của 3. Nó thấy thằng 9 chưa bị xóa này. Thằng 15 chưa bị xóa này. Rồi. Sau đó nó tăng lên bằng 4, thằng 4 bị xóa rồi, bởi vì trước đó nó đã chia hết cho 2 rồi, nó bị xóa. Y tăng lên bằng 5. Khi tăng lên bằng 5 thì tới đây nó cũng bị xóa rồi. Và ông chứng minh được rằng
y của mẹ ông đấy sẽ chạy cho tới giá trị căn n. Ở đây ta có căn 20, 44, 16. Vậy căn 20 có phần nguyên tương đương với khoảng 4. Vậy y của mình sẽ thuộc cái đoạn từ 2 cho tới 4. Khi y chạy từ 2 cho đến 4, vậy thì y chạy tới đây bằng 5 thì nó sẽ dừng lại. Ở tới đây dừng lại thì ông nhận thấy như thế này. Các cái số nào nằm trong phạm vi từ 1 cho tới n mà có thằng Fi mà vẫn bằng chu. Thì hiện nay thì ta nhận thấy số 2 này bằng chu, nó đưa số 2 ra, số 3 bằng chu, số 5 bằng chu, số 7 bằng chu, số 11 bằng chu, số 13, số 17 và số 19 bằng chu. Và khi đó nó sẽ thực hiện là đưa cái thằng Y ra. Đấy. Và trên thực tế rằng khi Y của mình chạy tới bằng 5 thì nó đã xóa đi tất cả các hợp số. Nó chỉ giữ lại các số nguyên, các nguyên tố là số 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17. Đấy. Thì không biết ngày xưa tại sao ông Eratosthenes ông nghĩ ra được cái sàng này. Nhưng rõ ràng cái sàng này là một cái sàng rất lợi hại. Độ phức tạp của thuật toán, bởi vì mình đây chỉ chạy cho tới căn n, đúng không? Trong quá trình mình duyệt, mình đưa ra kết quả, mình chỉ chạy tới on. Trong cái quá trình xóa đi các bộ số của nó, thì ta cũng chỉ chạy tới căn n. Nên độ phức tạp chung của cái giải thuật sàng nguyên tố là on. Cụ thể hơn là ô cái giá trị mình cần sàng. Đấy, cái giá trị mà mình sẽ sàng, cái giá trị mình sẽ sàng tới giá trị nào thì độ phức tạp của nó sẽ chính là giá trị đấy. Vừa rồi thầy đã giới thiệu nhanh về giải thuật sàng nguyên tố. Vậy thì ta quay trở lại cài đặt nó. Và ta sẽ quay trở lại theo cái giải thuật đó luôn. Vậy thì giải thuật sàng nguyên tố nó sẽ dùng làm gì? Thì ta có ý tưởng giải thuật như sau. Đầu tiên với cái bài toán này, ở bước 2 này thì ta chưa thực hiện cái công việc này. Ở bước 2, ta sẽ sàng nguyên tố. Thầy hay gọi nó là sàng nguyên tố cho tới giá trị Rmax. Giá trị Rmax, do đó ở cái bước này thì thầy chuyển nó sang bước 3. Ta quay trở lại bài toán này. Bài toán của mình đang bị tốn kém ở chi phí hàm nguyên tố. Vậy ở bước 2 thầy sẽ tìm giá trị lớn nhất của mảng A lưu vào Rmax. Tại sao phải tìm giá trị lớn nhất? Bởi vì ta quay trở lại cái test đề bài này. Trong các số này ta cần kiểm tra tính nguyên tố thì số 6 là số lớn nhất cần kiểm tra tính nguyên tố. Vậy thì để kiểm tra tính nguyên tố của số 6 thì trước đó thầy chuẩn bị sẵn một cái mảng để lưu trạng thái các số nguyên tố từ 1 cho tới 6. Do đó khi gặp số nào thì thầy chỉ việc truy cập trực tiếp vào trạng thái của số đó thì chi phí nó sẽ rẻ hơn. Đấy. Do đó ta sẽ bước 1 tìm giá trị lớn nhất của dãy số. Thầy lưu vào Rmax. Bước thứ 2 gọi thủ tục sàng Eratosthenes cho tới giá trị Rmax thì ta sẽ thu được mảng Fi lưu trạng thái chu phô của Y có là số nguyên tố hay không là số nguyên tố. Ở bước số 4, thầy thực hiện công việc duyệt qua tất cả các phần tử trên mảng đến phần tử thứ Y. Nếu trạng thái của thằng thứ AIG mà bằng chu, trạng thái của thằng thứ AIG bằng chu, ví dụ như trạng thái của số 6 này bằng chu, ta thấy nó bằng phô, vậy thì ta bỏ qua. Với cái test này thì ta thấy trạng thái của thằng này bằng chu này, trạng thái thằng này bằng chu này, trạng thái thằng này bằng phô, bởi vì số 4 không phải là số nguyên tố. Đấy. Thì nếu nó bằng chu thì khi đó ta đưa chỉ số EZ ra. Đấy. Đó là ý tưởng thuật toán như thế. Còn về cài đặt, vậy thì ý tưởng thuật toán của cái cách 2 này thì ta nhận thấy như sau. Sau khi thực hiện nhập dữ liệu, ta sẽ tìm giá trị lớn nhất của một mảng các phần tử trong mảng. Sau đó ta gọi giải thuật sàng Eratosthenes để thu được mảng F lưu trạng thái các số có phải là số nguyên tố hay không trong phạm vi từ 1 cho tới Rmax. Khi đó ta duyệt trên mảng hai chiều, nếu nó là số nguyên tố thì ta đưa trạng thái của nó ra. Đấy. Ở đây ta chưa chi tiết về kỹ thuật cầm cờ bởi vì ta đang nói ý tưởng thôi mà. Rồi bây giờ quay sang code chương trình. Thầy cho mình code chương trình.
cả cái đoạn chương trình này. Thì tổ chức nó là khi cô các bạn à đấy. Rồi bây giờ ta sẽ tổ chức cái sắp tác 2 nhé. Sắp tác 2 là cái cách làm thứ hai. Theo cách làm thứ hai thì bước 1 ta sẽ đi tìm thằng Rmax là giá trị lớn nhất của mảng. Khi for trên mảng hai chiều thì ta nên for. Các bạn nào lập trình tốt thì ta có thể tìm giá trị Rmax ở ngay trong cái quá trình đọc dữ liệu. Ta sử dụng hàm max để tìm luôn giá trị lớn nhất. Rồi. Ta thực hiện tiếp bước thứ hai, gọi sàn EthaTotalNet. Thì khi đó ta gọi là sàn EthaTot đi, vì viết tắt này đấy, cho tới giá trị Rmax. Bước thứ các bạn bên kia các bạn cài đặt luôn nhé, ta code đến đâu ta cài đặt đến đấy luôn. Sau khi sàng đến thằng EthaTotalNet rồi thì thầy thu được một cái mạng, thầy thực hiện tiếp, thầy cho y chạy từ một nữa là cho thầy thực hiện. Nếu f của thằng a easy, cái đoạn truy cập mảng trong mảng này rất hay. Nếu thằng AIG là số nguyên tố thì thực hiện khởi tạo P bằng 1 và ta sell ra thằng EZ. Khi cài đặt thì các bạn nhớ giữa toán tử và toán hạng các bạn cách nhau ra nhé, để nhìn code chương trình nó đẹp. Rồi ta sẽ thực hiện nếu P của thầy mà vẫn bằng 0 thì ta sẽ ra trừ 1. Trước vòng lặp for thì ta khởi tạo P bằng 0. Vậy thì ở cái cách 2 các bạn nhìn thấy tổ chức chương trình rất rõ ràng. Ở trong cách 2, bước 1 tìm giá trị lớn nhất của mảng. Để tìm giá trị lớn nhất thì ban đầu ta khởi tạo rồi mắc bởi một giá trị vô cùng bé. Ta có giá trị 1E9. Các bạn có thể sử dụng thằng intmax, intmin, nhưng thầy hay sử dụng cái thằng 1E9. Cái số này có nghĩa là âm 10 mũ 9 nhé. Thằng Rmax ta có thể khai báo luôn ở đây hoặc là khai báo biến toàn cục. Bước 1 tìm giá trị lớn nhất. Bước thứ 2 gọi giải thuật sàng để ra tốt. Bước thứ 3 duyệt và đưa kết quả. Đấy. Vậy đây là cái cách làm thứ hai. Xin mời các bạn cô các em cô luôn nhé, trong tí nữa thầy sẽ rồi. Bây giờ ta đang cần thiếu đó là sàng EthaTotalNet chưa có, vậy thì mình sẽ tổ chức một cái giải thuật là sàng EthaTot. Thế mình đặt tên nó là gì nhỉ? Sàng ấy là tốt hơn đúng không? Cho tới một cái giá trị U. Để sàng ấy là tốt cho tới giá trị U thì ta nhận thấy như này. Ta cần phải khai báo một cái mảng F kiểu logic. Thực tế F chỉ cần tới Nmax phân tử. Thực tế Nmax ở đây thì không phải thằng này nữa. Mà ta đây ta gọi là đến Amax. Ta có 16. Ta tới Amax. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện cho y chạy từ 1 cho tới giá trị U. Và ta gắn F của thằng y có giá trị bằng chu. Đây ta có nghĩa là theo quan niệm của ông EthaTotalNet thì tất cả các số nguyên dương nằm trong phạm vi từ 1 cho tới U đều là số nguyên tố. Đấy là cái có một số các bạn hay sử dụng cái thủ tục phủ mảng, tuy nhiên thủ tục phủ mảng chi phí nó cao, bởi vì thủ tục phủ mảng nó sẽ
mất đúng bằng kích thước dữ liệu mà mình khai báo. Ở đây thầy khai báo là 10 mũ 6 phần tử nên nó chắc chắn mất 10 mũ 6 phép tính. Nhưng khi U của thầy chỉ cho 1, 2, 3, 4, 5 mà mình mới mất tới 10 mũ 6 phép tính thì chi phí hơi cao. Nên thầy chỉ phủ đúng bằng cái không gian thầy định phủ thôi. Thầy cho y chạy từ 1 đến U, thầy phủ đúng bằng cái giá trị của chu. Sau đó thầy gắn F1 bằng chu, bằng phô, thể hiện số 1 không phải là số nguyên tố. Bắt đầu thì bắt đầu từ số 2 trở đi thì thầy nhận thấy như thế này. Chừng nào mà y bình mà nhỏ hơn bằng u thì thầy nhận thấy nếu số đó chưa được xóa, nếu thằng fi của này vẫn bằng chu thì thực hiện các cái công việc sau đây. Việc thứ nhất là ta đi xóa bộ số của nó. Bộ số đầu tiên của nó sẽ là 2 x 2, 3 x 2, 4 x 2, 5 x 2, 6 x 2. Sau đó tăng lên bằng 3. 2 x 3, rồi 3 x 3, 4 x 3, 5 x 3. Như vậy cái bộ số bé nhất của nó chính là K, nó sẽ là bằng 2. Vậy thì chừng nào thằng K nhân với thằng Y mà đã còn nhỏ hơn bằng thằng U thì thực hiện hai việc. Việc thứ nhất đó là gắn F ở vị trí K nhân Y có giá trị bằng phô, tức là ta xóa bội số 2 x 3 bằng 6. Sau đó ta tăng K lên bằng 3, tăng lên bằng 4, 2 x 4 bằng 8, xóa thằng 8. 2 x 5 bằng 10, xóa thằng 10. 2 x 6 bằng 12, xóa thằng 12. Đấy. Một số bạn thì sử dụng câu lệnh là for cũng được. Đấy. Sau khi thực hiện xóa xong tất cả các bội số này, thì khi đó ta sẽ thực hiện tăng Y lên để xóa đi bội số kế tiếp. Nhưng khi gặp một cái thằng FI đã bị xóa rồi thì ta cũng tăng Y lên. Vậy thì trên đây là giải thuật sàn Eratosthenes, nó chỉ chạy như thế thôi. Tuy nhiên các bạn chờ đợi tí xem NF9 nó có báo lỗi gì không. Sàn Eratosthenes các bạn cài đặt là nó dưới dạng hai thằng này, nó đang báo lỗi gì đây? À đây, thiếu một dấu ngoặc vuông. Các em cố gắng ấn F9 chương trình nó không báo lỗi nhé. Hoặc có lỗi thì chỉ một hai lỗi thôi. Cái lỗi vừa rồi chẳng qua thì quên thôi. Trên đây là giải là sàng Eratosthenes. Theo tư tưởng ban đầu phủ mảng bởi giá trị chu, xóa thằng số 1 đi, lần lượt xóa đi tất cả các bội số của nó. Sau khi thực hiện xóa xong thì ta thu được mảng F, mới thế thôi. Và khi đó ở trong chương trình chính của mình thì bây giờ mình gọi thằng start 2. Rồi bây giờ ta thử chạy chương trình xem với bộ test này thì nó có ra được kết quả không? Hay là thì hôm nay buổi đầu ta học lâu hơn một chút các em nhé. Đấy, vừa nó đưa ra nó chưa online, vậy thì ta mọi người đi rồi. Mọi người đi.
Rồi trên đây là giải thuật sàng Eratosthenes, và ở trong chương trình chính của ta chỉ có mỗi cái gọi cái subtype 2 này. Như vậy ở cái bài toán vừa rồi thầy trò mình đã giải quyết được hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là ta sử dụng được cái giải thuật sàng Eratosthenes, và ta sẽ lưu ý rằng khi áp dụng giải thuật sàng Eratosthenes, ta thường đặt ra câu hỏi ta sẽ sàng cho tới giá trị nào. Đây là một cái bài cực kỳ then chốt trong một bài toán. Và các bạn lưu ý giải thuật sàng Eratosthenes sẽ sàng cho tới cái giá trị lớn nhất mà mình định kiểm tra tính nguyên tố. Và giá trị lớn nhất định kiểm tra tính nguyên tố ở đây đó chính là giá trị lớn nhất của mảng A. Đó là mảng một chiều hay mảng hai chiều thì các bạn cũng lưu ý nhé. Và từ đó thì với các cái bài toán khác thì các em cũng sẽ làm tương tự. Ở đây thầy cái file này thì nữa thầy sẽ gửi tới các em nguyên văn của cái file này. Rồi. Như vậy tới thời điểm này thì thầy qua thằng bạn con nhà thầy. Như vậy thì ở qua qua cái bài số vị trí số nguyên tố đầu tiên thì qua cái thông điệp của bài này các em nắm được một số các cái yếu tố. Thứ nhất, hàm nguyên tố ta sử dụng là hàm cố định này. Ta sử dụng các cái DeFi để sử dụng các cái hằng số cho các mảng. Thứ hai, khi làm với cái bài toán này thì ở với cái subtask 2 ta có độ phức tạp. Thằng con nhà thầy nó phá quá. Ý tưởng độ phức tạp của thuật toán là ô của, thì với cái bài toán này thì ta nhận thấy như sau. Cái giải thuật sàng Eratosthenes nó mất r mắc phép tính. Ở vòng for bên ngoài này thì ta có mất m nhân n phép tính. Để kiểm tra một số có là số nguyên tố hay không, ta mất ô một phép tính, nên ở đây nó sẽ là ô m nhân n, và nó mất thêm thằng ô của thằng r mắc nữa. R mắc là giá trị lớn nhất của mảng. Rồi như vậy thì ta có độ phức tạp thuật toán là ô r mắc nhân cộng với m nhân n, và làm theo cách này thì ta sẽ đạt được điểm tối đa của bài toán. Rồi như vậy thì ta đã xong được cái bài toán số 1. Vậy thì nhiệm vụ học tập của các bạn là làm gì? Các bạn sẽ thực hiện là tạo ra cái bộ test, tạo bộ test, cái này thì tạo hai bộ test và nộp vào cái đường link được là link gửi trong đó. Và vậy việc tạo bộ test như thế nào? Ở đây thầy hướng dẫn các em cách tạo bộ test như sau. Cách tạo bộ test về bản chất của nó là cách mình chạy thử chương trình thôi. Vậy thì ta sẽ làm như thế này nhé. Thì ta nhận thấy rằng cái file bài làm của mình ấy, để thầy kiểm tra xem thầy đang lưu nó ở đâu nào. Thầy đang lưu ở trong ổ D, thầy Thành. Rồi. Bây giờ thầy làm như này. Với một bộ input, giả sử thầy đang chạy thử cái bộ input là 3 x 4, 3 hàng. Ví như thầy thử các bộ 4 cột. Thầy lấy các số bất kỳ. Các bạn có thể lấy số to, 3 x 4. Rồi. Sau đó thầy chạy cái chương trình hoàn toàn đúng do mình làm ra. Đấy, thầy chạy chương trình. Đấy. Khi đó nó thu được file out. Đây, nó thu được file out. Rồi khi đó thầy thu nhỏ cửa sổ lại, thầy vào trong ổ D. Ổ D của thầy là gì?
Đây thầy Thành đây, bài AVRI. Các bài này nó có một file in và một file out ở đây. Đấy, đây là hai cái file mình sẽ gấp vào test mới. Thầy đặt nó, ví dụ như thầy đặt test tên là thầy Thành thì cái thư mục test này các em đặt theo tên của các em nhé. Ví dụ như tên của thầy là Thành, thầy ghi là Thành test 1. Thôi thầy ghi Thành 1 cho nó ngầu. Đấy. Sau đó thầy copy hai cái file này, thầy paste vào đây. Như vậy thầy tạo ra được một test. Rồi tương tự như vậy, vậy thầy tạo ra test 2. Tất nhiên các em có thể sửa các cái test này. Để nó ra nghiệm khác. Đấy, ta có thể thêm một hàng nữa chẳng hạn. Đấy, ta lấy số to ra tí. Đấy. Rồi bây giờ ta lại chạy thử chương trình với cái bộ test mới này. Đấy, ta thu được kết quả là file out này. Thì khi đó các bạn quay trở lại cái thư mục khi nãy. File in, file out của mình mới, ta copy nó, rồi ta tạo ra một thư mục mới. Đặt tên là tên của các em, đặt tên là Thành 2 chẳng hạn. Đấy. Đấy. Vậy thì ta thu được, như vậy thì các em đã có hai test của cái bài này. Bài này là tên là bài ARR2. Vậy thì các em cần tạo ra một cái thư mục. Thôi, tất nhiên cái thư mục này thầy sẽ tạo ở trên nhóm Zalo. Và trên đường link Google để thầy tạo đây luôn. Và các em sẽ gửi test của mình lên trên này. Và bài làm của các em sẽ được chấm chính bởi test của các bạn tạo. Do đó, dù mình làm đúng mà bạn tạo test sai thì mình sẽ chấm luôn được rằng à, kỹ năng tạo test của bạn kia là chưa đạt yêu cầu. Và chương trình của mình dù đã là rất chuẩn. Và cũng có thể là chương trình của mình bị sai nhưng test của bạn kia đúng. Khi đó số lượng người làm đúng nhiều hơn và cái code của thầy là một trong những cái cách tham khảo. Ở cái bài đầu này thì thầy cho mình làm hơi chi tiết một tí để các em biết được cái cách KNC2 thì thầy đâu nhỉ? Đây. Để thấy nó hơi lát đi. Rồi, nó hơi lát thì chỉ cứ tưởng nó không hiện lên. Phía bên kia các bạn tạo luôn hai test của bài này nhé. Lạc quan. Dạ thầy tí. À, với tất cả các bài ở trong chương trình của mình thì các bạn đều gửi test lên đây nhé. Các em gửi test lên đây. Và tên file bài làm của mình là ARR2. Và thầy cũng theo dõi tiến độ nộp bài của các em. Cái cách nộp test lên thì rất đơn giản như thế này. Mấy cô thầy hôm nay sao nó ngắm ngơ thì không biết. Khi các bạn được truy cập vào đường link thì các bạn vào được cái thư mục đấy. Bây giờ thầy tạo ra một cái thư mục thường thường thì khi nộp bài thầy sẽ tạo sẵn ở đây. Và các em sẽ kéo thả cái test của mình vào đây. Đấy. Bây giờ cái thư mục này ở đây nhé. Thầy sẽ chọn thư mục thành 1, thành 2, giữ phím Ctrl. Ta lăn chuột, ta kéo sang đây. Đấy, thầy kéo thẳng sang đây.
Thì khi đó nó sẽ up cái bộ test lên đây, và cứ khi đó hàng ngày thầy sẽ nhìn thấy được, và các thầy cô của lớp học, thầy cô dạy của các em hoặc phụ huynh cũng sẽ nhìn thấy tiến độ nộp bài của từng bộ test. Đấy, thầy đã tạo đây, và hình như là thầy đã share everything, có thể edit rồi. À vâng, thầy Hải có thể refresh lại, bây giờ mình mới tạo ra, ta refresh lại thì sẽ nhìn thấy tiêu mục này. Và các em hãy nộp test ở đây nhé. Thời điểm này thì có thể là các em nộp chưa kịp, thì thầy đã hướng dẫn các em làm bước 1, chạy thử chương trình với một bộ test, ta thu được file in và file out. Sau đó ta vào thư mục gốc nơi chứa project, ta tạo một thư mục tên của mình là thêm test 1, test 2. Sau đó copy file in, file out, thả nó vào trong đấy. Sau đó ta quay lại chương trình, ta tạo test khác. Đấy, ta chạy thử chương trình. Các bạn nghĩ test càng hiểm càng tốt nhé, để mình bẫy xem bạn của mình có phát hiện ra trường hợp đó hay không. Và thông thường thì trong quá trình dạy thì ta sẽ phát hiện được có những bạn có kỹ năng xịt test tuyệt vời, bẫy được rất nhiều bạn, và nhiều bạn hy sinh bởi test của các bạn đó. Và hy vọng trong lớp ta cũng thế, để có nhiều bạn có được cái kỹ năng đấy. Ở đây thầy cho như vậy, vừa rồi thầy đã hướng dẫn nhanh cái kỹ năng tạo test, và hy vọng các em sẽ cùng làm được nó. Và vừa rồi thầy đã tổ chức chương trình thành chương trình con, và các em hãy qua cái file, cứ hết buổi học thầy sẽ gửi các file này tới các em nhé. Rồi bây giờ tới thời điểm này, các bạn nào cài đặt xong cái bài này rồi thì các bạn có thể nộp bài và nộp mỗi test thôi nhé, thầy chưa yêu cầu các bạn nộp bài. Thầy yêu cầu các bạn nộp test thôi. Và vậy thì qua bài thứ nhất thì ta đã làm quen được cái thứ nhất là ta đã làm quen tới sàn Eratosthenes, hàm kiểm tra tính nguyên tố của một số. Đây là cái sẽ đi sâu xuyên suốt tất cả các bài tập số học sau này ta sử dụng rất nhiều, và cụ thể ngay trong bài kế tiếp. Rồi, ta sẽ nghỉ giải lao 5 phút bằng, bây giờ thầy có một cái, hôm nay ta sẽ học muộn hơn một tí các bạn nhé. Hy vọng là các em không bận gì. Bây giờ thầy có một cái cuộc đua gọi là Typing Ranker. Để xem kỹ năng sử dụng gõ 10 ngón của các em đang dừng ở đâu. Thầy gửi qua cửa sổ chat. Xin mời các bạn vào phòng để thầy cho mình cuộc đua tốc độ cùng các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đua 3 vòng. Xin mời các bạn vào trong Typing Ranker nhé. Thầy vừa gửi đến đường link các em. Rồi, khi vào các em có thể đặt tên của mình. Ở trước rồi, khi nãy thầy quên chưa đặt tên. Bây giờ hình như không đặt được tên thì phải. Của thầy đang là màu tím. Các bạn có thể comment để xác định màu của mình nhé. Các bạn ấn nút Join là để bắt đầu vào. Hiện tại đang mới có 3 người vào. Ta đua luôn vòng 1 nhé. Các bạn tắt gọi tiếng Việt. Rồi, của thầy đang anh già. Bạn vào sau thì các bạn vẫn co gõ bình thường vì nó đo tốc độ gõ thôi. Đã có thấy có người về đích rồi, trong khi thầy vẫn đang còn. À.
Rồi ta đã có kết quả tốc độ gõ trung bình của thầy là 31 từ trên 1 phút. Ta xem tốc độ gõ. Các bạn comment hiện tại bạn màu xanh trên cùng là đang là 36 từ trên phút. Bạn màu đỏ là 28 từ. Bạn kia tạm gọi là màu nâu đi, 27 từ. Bạn màu xanh là cây đậm là 24 từ. Còn hai bạn đang đua thần tốc về. Rồi đã hết giờ. Như vậy ta có vòng thứ nhất là bạn màu xanh xanh dương nhỉ. Ta tạm gọi là xanh dương đây. Là đang về tốc độ thứ nhất nhá. Rồi, ta chuẩn bị vòng thứ hai, xin mời các bạn và gia nhập vào. Rồi, chuẩn bị bắt đầu các em nhá. Xin mời tất cả các em cùng đua. Hôm nay thầy trò mình sẽ đua 3 vòng. Ở phía bên đâu đó bên kia hình như có ai đó vẫn đang mổ cò. Các em cố gắng gõ 10 ngón nhé. Ai dạ, đang nghỉ. Kết quả của các bạn đang rất tích cực. Trời, lên được 38 từ. À, rồi, bạn màu vàng đã lên 43 từ trên 1 phút. À, lần này sao thầy có pit take in nhỉ? À, Huy 24 từ. Rồi, các bạn chuẩn bị có kết quả. Đến lần vòng đua này, ai giảm tốc độ mọi người ngầu ghê. Rồi, ta qua sang vòng thứ hai. Rồi, các bạn chuẩn bị vòng thứ ba nhá. Vòng vừa rồi còn hai bạn tiếp tục để về còn về đích, một bạn đang 17, một bạn đang 11. À, có bạn một bạn màu vàng trông rất hoa lá cành 27 từ, xanh dương 28, màu đỏ nhạt 29, đỏ đậm 30. Thầy là cái nào nhỉ? Rồi thầy bên màu. Rồi, như vậy ta đã kết thúc vòng thứ nhất. Bây giờ xin mời các bạn chuẩn bị vòng thứ hai nhá. À, vòng cuối cùng nhá. Các bạn ấn nút join race là để bắt đầu đua luôn. Chúc các bạn may mắn vòng cuối. Lưu ý ta cố gắng sử dụng gõ 10 ngón. Chết rồi. Xích cần nghĩa là cái gì? Gần giống con kim mà không bài. À, căng thẳng với em.
Let's see. Ai da, vẫn 38 từ hôm nay. Ai da, một bạn lên 49 rồi. Ngầu ghê. Và các bạn đã lên vượt trên 23, 16. Cố gắng lên. Tăng tốc lên. 30, 31, 32, 36. Các bạn có thể dê chọn chuột đến cái ô tô để biết được cái số từ mình gõ chính xác, số từ bị mistake, tỷ lệ gõ bị sai, vân vân. Như vậy ta thấy rằng cái bảng tốc độ của ta vẫn đang rất chi là ngầu ở nửa trên. Bạn 24, 23, 24, bạn thứ bảy là 24. Rồi, như vậy ta đã kết thúc cái vòng đua vừa rồi. Rồi các bạn comment cho thầy biết tốc độ gõ trung bình của tốc độ gõ 3 vòng của các bạn đang là bao nhiêu vào cửa sổ chat nhé. Cái đấy thầy Huy ở vòng đầu là được 24. Các bạn khác nào? Xin mời các bạn bật cửa sổ chat lên nhé. Hãy comment cái tốc độ gõ của mình. À, tốc độ nó ở trong file ảnh ấy. Trong file ảnh nó có cái từ trên phút đây. Đây cái tốc độ nó là cái chỗ này thầy này. Đây này, nó có 36 từ trên phút này, 32 từ trên phút này, 31 từ trên phút đấy, 24 từ trên phút. Đấy. Nó chính là cái số này, word per minute. Rồi Minh đang là 32. Ừ đấy à. À, Đức Thành ngầu ghê, hóa ra Đức Thành là tốc độ cao nhất ở trong nhóm ta. À, tốc độ Huy cũng được. À, vòng 3 Huy chưa chơi. Các bạn khác thì sao? Thì ta có tận 7-8 bạn comment tốc độ gõ. Thì qua cái tốc độ gõ này thì hy vọng là đến ở và đến hôm sau thì cho mình sẽ và là đến hôm sau thì cho mình sẽ đua và hy vọng là tốc độ của các bạn sẽ ngầu hơn nhé, lên được nhiều hơn. Cái thư mục test thầy đã gửi ở trong nhóm Zalo thì các em sẽ update test bài làm số 1 lên trên đấy nhé, vào trong cái Apply này và ta sẽ trong quá trình mà nộp mà nếu nó bị báo phân quyền phân kiếp gì thì các em nhớ nhắn để thầy chỉnh sửa phân quyền cho nó. Đấy. Ồ, thế nó lại nhảy ra ngoài mất rồi. Chắc thầy phải output các cái. Rồi, như vậy thì ở cái bài số 1 thầy cho mình đã xong nội dung chi tiết của bài số 1 thì thầy sẽ gửi lại file của các bạn file này cho tới sau buổi học. Bây giờ ta sang tiếp nội dung bài số 2. Vừa rồi thầy cho cùng các bạn đua tốc độ thì thầy cũng để luyện gõ 10 ngón luôn. Vì tốc độ gõ của thầy trung bình bây giờ khoảng từ 31 từ cho đến 38 từ. Tuy nhiên thầy thấy nhiều bạn có tốc độ gõ rất ấn tượng, nó khoảng tầm với thi mới lần đầu mà các bạn đã được khoảng tầm trên 20 từ là cũng đã tốt rồi. Nhiều bạn trên 30 từ như trên bảng kết quả đấy. Và các em thấy rằng tốc độ gõ nó quyết định rất nhiều trong cái quá trình lập trình. Và đi thi mình gõ càng nhanh thì mình sẽ dành nhiều thời gian cho tư duy thuật toán hơn. Nghĩ ra thuật toán mới lâu chứ còn code thuật toán lại cực nhanh. Bởi vì cả bản thân cả đoạn chương trình nó có mỗi mấy chữ thôi mà. Vấn đề có nghĩ ra được hay không thôi. Rồi, bây giờ thầy cho mình sang tiếp bài số 2 nhé. Bài số Fibonacci nguyên tố.
Các bạn đọc đề không để thầy đi kiếm cũng được phát. Hôm nay ta học muộn một chút các em nhé, để ta tua qua nhanh một số bài. Và bài kế tiếp là bài số Fibonacci nguyên tố. Thì đầu tiên ta đề cập đến cái số Fibonacci về trong lịch sử của nó, thì dãy số Fibonacci thì được cái ông cùng tên là Fibonacci, là một nhà toán học người Ý công bố vào năm 1202, tức là cách đây cũng phải tới gần 1.000 năm rồi. Tầm 800 năm, hơn 800 năm. Trong cái cuốn sách này thì ông có đề cập đến các cái bài toán về bài toán con thỏ và bài toán các cụ tổ của một con ong đực. Đây là hai cái bài toán kinh điển ở trong khi học lập trình. Thì ở đây có cái cuốn sách là đọc là Libers ABC, nhưng mà các em có thể phát âm nó khác đi một tí. Thì ở trong đó thì ông ấy có đề cập đến cái dãy số Fibonacci. Cái dãy số Fibonacci này thì trong cái đây là cái bìa của một cái trang sách mà ông viết bởi chữ La Mã và chữ số Ai Cập cổ đại. Ông sử dụng để viết cái bảng chữ số Fibonacci này. Đây là cái trang sách này đang lưu ở thư viện gọi là Florence ở Florence, như bây giờ đang ở Pháp gì nhỉ? Hay là Ý gì đấy, thầy đoán chắc là của Ý. Rồi đây là một trang sách mà nói về cái số Fibonacci trên thực tế. Thì với có khoảng tầm hơn 800 năm tồn tại thì số Fibonacci nó ứng dụng trong cuộc sống rất lớn. Và sau này các bạn học chuyên ngành bảo mật thì an toàn thông tin ấy, thì các em sẽ được học và sử dụng cái số này cực kỳ nhiều, gọi là dãy số Fibonacci. Chủ yếu là vấn đề mã hóa và giải mã. Rồi, số Fibonacci thì người ta có nhiều định nghĩa. Người ta xem phần tử đầu tiên là bằng 0 và phần tử kế tiếp bằng 1, hoặc là hai thằng đầu tiên là 1. Sau đó các số kế tiếp được thành lập bằng cách tính tổng hai phần tử đứng trước nó. Tổng hai phần tử đứng trước nó. Và người ta đưa định nghĩa là số đầu tiên bằng 1, số thứ hai bằng 1 và số từ số thứ ba trở đi nó bằng tổng hai số đứng trước nó. Do đó các cái số Fibonacci đầu tiên là 1 này, 1 này, số kế tiếp 1 cộng 1 bằng 2, số kế tiếp nữa là 1 cộng 2 là 3, số kế tiếp nữa là 2 cộng 3 bằng 5, số kế tiếp nữa là 3 cộng 5 bằng 8, số kế tiếp nữa là 13, số kế tiếp nữa là 21, số kế tiếp nữa là số 44 này. Đúng rồi, số 44. Ở sau số 44 là số Fibo nhỉ? 5, 8, 21, đúng rồi, số 44. Số kế tiếp nữa là số 65, số kế tiếp nữa là 109 và số vân vân. Rồi sao thấy dãy số này trông nó hơi kỳ lạ. Rồi đây là các cái số Fibonacci đầu tiên. Và ta nhận thấy rằng việc xây dựng số Fibonacci đơn giản là để sinh ra số kế tiếp ta lấy, để sinh ra được số kế tiếp ta lấy hai số đứng trước nó cộng lại. Rồi. Bây giờ ta quay lại bài toán này. Với bài toán của mình, người ta hỏi rằng là hãy đếm số lượng vừa là số nguyên tố vừa là số Fibonacci thuộc đoạn MN. Đấy. Thế ví dụ như bây giờ thầy cho N ở các bạn xem ở trong cửa sổ chat nhé. Bây giờ thầy hỏi là trong phạm vi từ 2 cho tới 10 có những số Fibonacci nào? Các bạn hãy liệt kê qua cửa sổ chat giúp thầy. Trong phạm vi từ 2 đến 10 có các số Fibonacci nào?
À, xin mời các bạn bật cửa sổ chat nhé. Rồi. Ta nhận được rất nhiều các cái kết quả. À, Trường Sơn sửa rất nhanh. Đúng rồi, không có số 1. Bởi vì thầy đang hỏi từ 2 đến 10. Rồi, Vương Vũ Huy. Luật cũng đã cho được cái kết quả như trên. Rồi, phía bên trên này có Thành Minh cũng đưa ra kết quả rất nhanh. Vậy thì các bạn đã đưa ra kết quả rất chính xác. Trong phạm vi từ 2 đến 10 ta có 4 số Fibonacci, đó là số 2, 3, 5 và số 8. Rồi, bây giờ các bạn hãy cho biết trong phạm vi từ 3 cho tới 15 có những số nào vừa là số Fibonacci vừa là số nguyên tố? Có 2 bạn cho 3 bạn, 4 bạn cho kết quả khá giống nhau. Trong phạm vi từ 3 cho đến 15, các bạn nhận thấy rằng có 3 số nguyên tố rất chính xác, đó là số luật cũng đã cho là đó là số 3, số 5 và số 13 là 3 số nguyên tố nằm trong phạm vi từ 3 cho đến 15. Vậy rồi. Thế trong phạm vi từ 1 đến 10, như ta nhìn thấy trong test đề bài, trong phạm vi từ 1 đến 10 thì ta nhận thấy có 3 số nguyên tố, đó là số 2, số 3 và số 5. Đấy. Với cái câu trả lời của các em thì chắc hẳn các em cũng đã hiểu được bài toán người ta đang hỏi gì rồi. Bài toán bây giờ đang hỏi là cho số nguyên dương M và N, người ta hỏi rằng là trong đoạn từ M đến N có bao nhiêu số vừa là số Fibonacci vừa là số nguyên tố. Đấy. Vậy với cái câu hỏi đấy thì thầy trò mình sẽ nghĩ ngay đến việc kiểu gì thì kiểu ta phải duyệt từ số Fibonacci lớn hơn M cho đến số Fibonacci nhỏ hơn N. Nếu nó là số nguyên tố thì ta thực hiện đưa nó ra. Đấy. MN của ta đây có giá trị là 10 mũ 6. Như vậy thì ta sẽ làm bài toán này theo chuẩn nông thôn mới. Đó là nghĩ như thế nào thì ta sẽ làm như thế đấy. Đấy, bây giờ ta có ý tưởng thuật toán. Ý tưởng thuật toán nãy giờ ta đang làm một cách rất thủ công. Đó là ta sẽ duyệt các số Fibonacci nằm trong đoạn từ M đến N hay từ N đến M đấy nhỉ? Từ M đến N. Đấy. Nếu nó là số nguyên tố thì ở bài này người ta hỏi số lượng nên mình sẽ tăng biến đếm. Thì ta tăng biến đếm lên. Biến đếm thì thầy hay sử dụng cái biến rep lên một đơn vị. Đấy, ý tưởng là như thế. Vậy thì với cái ý tưởng như thế thì khi cài đặt thì ta sẽ gặp một chút khó khăn. Đó là làm sao mà ta duyệt được các số Fibonacci. Bởi lẽ ta không thể có một cái hàm để kiểm tra một số có phải là số Fibonacci được. Bởi vì việc tổ chức cái hàm đấy chi phí nó quá lớn. Vậy thì ta sẽ tiếp làm chi tiết hóa cái ý tưởng này ra. Đó là ta có các cái bước như sau. Bước 1, sau khi ta nhập dữ liệu là ta thu được số nguyên dương M và N. Thì ở bước thứ 2 ta sẽ thực hiện là lần lượt sinh ra các số Fibonacci đến khi lần lượt sinh ra các số Fibonacci có giá trị là nhỏ hơn hoặc bằng N. Đấy. Lưu vào mảng F. Lưu vào mảng FI. Đấy. Thì khi đó thầy hay sử dụng cái biến K, thầy lưu vào mảng FI, FK, tức là mảng F có K phần tử. Như vậy thì cái việc lần lượt sinh ra các số Fibonacci lưu nhỏ hơn bằng N lưu vào mảng F thì thầy sẽ thu được một mảng
chứa tất cả các số Fibonacci nằm trong phạm vi từ 1 cho tới n nhé. Nó chứa tất cả các số từ 1 cho tới n, nó bao gồm cả thằng m nữa, cả cái đoạn trước từ 1 đến m trừ 1 đấy. Rồi thì khi đó ở sang bước 3, ta sẽ thực hiện duyệt. Duyệt từ đầu mảng F cho tới cuối mảng F, và ta lưu ý mảng F của ta lúc này nó có k phần tử. Khi đó nếu nguyên tố của thằng FK, F thứ Y, ở đây ta không sử dụng mảng F nữa, thầy sử dụng mảng C đi. Mảng C có k phần tử, thầy hay sử dụng mảng C để lưu nghiệm. Nếu mảng này có k phần tử thì đây, nếu mà C có k phần tử và đến phần tử thứ y, nếu nó là số nguyên tố, nếu nó là số nguyên tố thì chứng tỏ rằng số này vừa là số Fibonacci vừa là số nguyên tố. Vậy thì ta tăng biến đếm lên. Vậy thì với cái ý tưởng thuật toán như trên, các bạn hãy cho dự đoán cho thầy biết độ phức tạp của thuật toán là số lượng phép toán tối đa cần thực hiện trong chương trình viết bởi ký pháp ô lớn, tức là chữ ô in hoa. Theo các bạn, với cái theo các em, với giải thuật gồm 3 bước như trên thì độ phức tạp thuật toán với bài toán này là bao nhiêu? Xin mời các bạn bật cửa sổ chat nhé. Các em bật cửa sổ chat để nào. Các em hãy bật cửa sổ chat cho thầy dự đoán cho thầy biết độ phức tạp của thuật toán ở bài toán này là bao nhiêu. Sơn đề xuất là n trừ m nhân log của n trừ m. Rồi, một ý kiến đề xuất. Cảm ơn Sơn. Xin mời các bạn đề xuất khác. Việc đánh giá độ phức tạp của thuật toán thì sẽ giúp cho mình biết được rằng là cái cách của làm của mình với bài làm của mình đã tối ưu chưa. Nào, xin mời các bạn khác nào. Xin mời Nguyên nào, Minh nào, Minh Chu nào, Dư, Vũ Huy, mạnh dạn lên cứ đề xuất đi. Chiến, Thành, Phát, rồi bạn Luật, bạn Vương, bạn Thuận, cô Nhung. Mọi người chủ động. Hãy cho biết nếu mà thầy for như thế này, nhập dữ liệu là mất MN này, lần lượt sinh ra các số Fibonacci là hết bao nhiêu, việc for chạy từ đây đến đây và kiểm tra tính nguyên tố thì sẽ hết bao nhiêu. Đấy. Nếu mà không tìm được công thức thì các bạn có thể đề xuất ra được, mà bật mic lên để nói bằng lời cũng được. Vũ Huy đề xuất là n nhân k, đó cũng là một ý tưởng tốt. Quên, đó là một ý tưởng, còn tốt hay chưa nhá. Quên mất, lại bảo ý tưởng tốt. Huy lại cười khà khà, thế là mình đã đúng rồi. Xin mời các em đề xuất cho thầy ý tưởng thuật toán này sử dụng hết độ phức tạp là bao nhiêu. Vũ Huy cứ bình tĩnh, thầy cho mình sẽ làm quen thôi. Độ phức tạp thuật toán là số lượng phép toán tối đa cần thực hiện trong chương trình. Vậy thì bây giờ ta sẽ đánh giá nha. Việc đọc dữ liệu, nhập thằng MN thì nó mất O1 này. Lần lượt sinh ra các số Fibonacci lưu vào N thì nó sinh được K số Fibonacci, thì chứng tỏ rằng là nó mất OK này. Rồi. Quá trình duyệt chạy từ 1 đến N nó mất O của K. Từ 1 đến K thì nó mất OK này. Hàm kiểm tra thằng này nguyên tố này thì mất O của căn của thằng Cmax này. Đúng không? O của Cmax này. Thằng for này nhân với thằng này nên độ phức tạp chung của cái bước 3 này là O của K nhân với căn của thằng Cmax. Cmax đó là cái số Fibonacci lớn nhất mình tìm được trong phạm vi từ M đến N. Do đó thằng Cmax này nó tối đa, nó là số Fibonacci lớn nhất có thể là bằng n, là nhân mất căn n. Đấy. Nên độ phức tạp thuật toán là cái thằng lớn nhất trong các thằng này.
Đấy. Thì thằng lớn nhất, thằng này mất O1, thằng này OK, thằng này OK nhân căn N. Vậy thì mắc của ba thằng này thì độ phức tạp của thằng này sẽ là O của K nhân căn N. Tại sao căn N? Nó là căn của thằng C mắc, mà C mắc đó chính là giá trị lớn nhất. Đấy, là giá trị lớn nhất. Mà giá trị lớn nhất của ta ở đây đó chính là đâu nhỉ? Thằng căn loại nằm ở vị trí này, thầy ẩn cái thanh loại. C mắc là số Fibonacci lớn nhất. Người ta đang hỏi số Fibon nằm trong đoạn từ M đến N thì lớn nhất của nó chính là thằng N. Vậy là O căn N. Đấy. Đấy, biết được độ phức tạp như thế rồi thì thầy trò mình đã có rằng A. Như vậy độ phức tạp bài toán này là N nhân căn N. Bây giờ thầy quay trở lại giới hạn của đề bài. Giới hạn đề bài người ta cho N là bằng 10 mũ 6. Vậy thì căn N của ta là 10 mũ 3. Nhá. K ở đây là số lượng số Fibonacci nhỏ hơn 10 mũ 6. Trên thực tế số lượng số Fibonacci nhỏ hơn 10 mũ 6 nó chỉ có khoảng tầm có chắc tầm 20 phần tử. Do đó làm theo cách này với giới hạn đề bài này là các bạn đã đạt được tối đa điểm của bài rồi. Nhá. Tuy nhiên cách làm như thế này thì nó gọi là làm, thầy hay nói vui là làm theo cách chuẩn nông thôn mới. Vậy thì cái khó nhất của mình bây giờ là làm sao lần lượt sinh ra được các số Fibonacci. Đấy. Vậy thì chỗ này thầy ẩn thằng này đi. Để ẩn đi thì ta sắp xong nó đi để cho khi cốt các bạn tránh nhầm. Đấy. Ta ẩn đi, đây là những cái dòng ghi chú. Duyệt, vậy thì công việc của mình bây giờ đang gặp khó khăn là cái việc sinh ra các số Fibonacci nhỏ đối với các. Ở đây thì ta có một cái nhận xét rất quan trọng. Ta để ý rằng là với cái khoảng 100 số Fibonacci đầu tiên. Đây ta ghi là số Fibonacci đầu thứ 100 sẽ lớn hơn 10 mũ 18, tương đương với kiểu long long trong si cộng cộng. Đấy. Tức là cái số Fibonacci nó tăng một cách rất nhanh. Do đó nó nhanh chóng vượt quá nợ. Vượt quá cái số cái giới hạn là giá N. Hay nói cách khác, với N chỉ của ta chỉ là 10 mũ 6 thì trong đoạn từ M đến N cái số lượng số Fibonacci là rất ít. Nó có khoảng tầm tới khoảng tầm với N bằng 10 mũ 18 nó có khoảng tầm 73 số. Nên với N bằng 10 mũ 6 theo thầy nghĩ nó chỉ có 2-30 số Fibonacci thôi. Do đó làm theo cách này giới hạn đề bài của mình là sẽ đạt được tối đa điểm. Tuy nhiên bài này khi người ta sử dụng multitest thì khi đó mình sẽ làm theo cách này, nó sẽ multitest tức là đấy, tức là có nhiều bộ số MN khác nhau thì làm theo cách này nó sẽ không phụ điểm. Vậy thì với cái bài toán này thì ta thầy sẽ cốt cho các bạn cái cách bước 2, còn bước 3 thì ta sẽ for bình thường thôi. Ở bài này thì để cải thiện thuật toán ấy thì ta nhận thấy rằng ta cần phải kiểm tra tính nguyên tố nhiều lần, đúng không? Đấy. Thì tí nữa ta sẽ đẩy nó sang cách 2. Vậy thì ở cái cách này thì thầy sẽ thôi, thầy sẽ vào file chuẩn Chrome project đi, tạo project mới cho nó ngầu. Bài này là FP project. Hôm nay buổi tối ta học hơi muộn một tí các bạn nhé. Hôm nay ta mất cái góc quảng cáo và giới thiệu nó hơi lâu tí. Mất tới 30 phút của các bạn rồi. Rồi bây giờ thầy chi tiết ở cái bước thứ hai này nhé. Còn ở bước thứ ba thì ta for như thế nào thì ta sẽ làm tương tự thôi. Đấy. Trước đó ta khởi tạo red bằng 0 thì không nói làm gì. Bây giờ bước thứ hai của mình là bước lần lượt sinh ra các số Fibonacci nhỏ hơn hoặc bằng N và lớn hơn hoặc bằng N. Vậy thì cái bước này thì ta sẽ thực hiện cái công việc là khởi tạo K, bởi là số lượng phần tử. Ta K là lưu số lượng số Fibonacci.
mà nhỏ hơn bằng n. Khi đó thì ta nhận thấy như thế này. Rõ ràng số Fibonacci đầu tiên là số 1. Số Fibonacci thứ hai là cũng là số 1. Vậy thì bắt đầu từ số Fibonacci thứ 3 trở đi thì ta nhận thấy chừng nào khi ta đang sử dụng bảng C nhỉ? Thì ta nhận thấy như này, chừng nào mà số Fibonacci thứ y, tóm lại ta lấy thằng FI trừ 1 cộng thằng FI trừ 2, tức là số Fibonacci thứ y của mình mà nó còn nhỏ hơn hoặc bằng thằng n, tức là cái số Fibonacci mình sinh ra được ấy, mà nó còn nhỏ bằng n, thì ta sẽ sinh ra số đấy. Đấy, ta sử dụng bảng C. Bởi vì tí nữa bảng F ta sẽ sử dụng cho cái dạy thuật sàng nguyên tố cho cái cách 2. Thì khi đó số Fibonacci thứ y sẽ có giá trị là bằng số Fibonacci thứ trước đó cộng với nó, hai số trước đó cộng với nó. Vậy thì ở đây thì ta do K là số lượng các phần tử ta thu được, do đó ở đây ta sử dụng luôn bên y là thằng K ở đây. Vâng. Rồi ta sẽ thực hiện là tìm được số Fibonacci thứ k rồi, sau đó ta tăng k lên để tìm số Fibonacci kế tiếp. Quá trình này nó cứ chạy đi chạy lại, chạy đi chạy lại, chạy đi chạy lại, nó thu được tất cả các số Fibonacci nằm trong phạm vi từ 1 cho tới n. Đấy, cái dãy số Fibonacci từ 1 cho tới n như các em đã biết là đây, giả sử ta có một cái dãy như này, trời ơi, chán đời sao thầy có thể vẽ được một cái đường nó ngoằn nghèo giống con giun như thế này. Đấy, ít ra nó đang cong lên chứ không cong xuống. Đây là số 1, đây là số n, giá trị m của mình ở đây. Đấy. Đề bài đang hỏi các số Fibonacci và nguyên tố nằm ở trong đoạn này. Thì bây giờ thầy đã sinh được tất cả các số Fibonacci trong đoạn này rồi. Thầy lưu nó vào trong bảng C. Bây giờ công việc của thầy là kiểm tra xem tất cả các số Fibonacci nằm trong đoạn MN này có phải là số nguyên tố hay không. Vậy thì chết rồi, cái trên định nghĩa này thì thầy phải bổ sung thêm một cái dòng nữa trong phần ý tưởng, đó là nếu ta phải thêm một cái dòng nữa, nếu thằng CI của mình mà lớn hơn hoặc bằng M thì ta mới đi kiểm tra tính nguyên tố của nó. Đấy. Thì ta mới kiểm tra tính nguyên tố của nó nhé. Ở đây thì thầy không sử dụng toán tử và, khi các em sử dụng toán tử và thì việc so sánh lớn hơn m và kiểm tra tính nguyên tố nó phải thực hiện cùng một lúc. Còn bây giờ chỉ những thằng nào lớn hơn m thì thầy mới kiểm tra tính nguyên tố. Ta không phải kiểm tra nhỏ hơn n, bởi lẽ cái việc sinh các số Fibonacci ở lần trước đó đã luôn thu được số Fibonacci nhỏ hơn n rồi. Rồi. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện vậy đây là thao tác liệt kê thu tạo ra mảng C có k phần tử lưu các số Fibonacci nằm trong phạm vi từ 1 cho tới n. Đây chính là ở bước 2. Bước 2 trong giải thuật chương trình. Ở bước 2 là sau khi thực hiện ở bước 2 này. Bước 1 nhập thì không nói làm gì nhé. Bước 2 ta sẽ thực hiện như trên. Khi đến bước 3 ta sẽ thực hiện cho y chạy từ 1 đến n nếu CI lớn hơn m và nếu y là số nguyên tố thì ta thực hiện tăng thằng z lên. Đấy. Và ý tưởng của mình chỉ như thế thôi. Đấy, với cái ý tưởng như trên thì ta nhận thấy
Làm theo cách này, độ phức tạp thuật toán của ta là ô của n nhân căn n. Đây nhé, ô của n nhân căn n. À, không phải ô của k nhân căn n. Tuy nhiên thì trong cái quá trình làm thì tất nhiên nhiệm vụ của các bạn là cài đặt thành công bài toán này theo ý tưởng này. Ở đây thầy có gợi ý bước số 2, cài đặt như trên để sinh ra được các số Fibonacci nhỏ bằng n. Đấy. Rồi ta có cái cách thứ hai. Ở cách thứ hai thì ta nhận thấy hàm nguyên tố của một số nguyên dương u bị gọi nhiều lần nên chi phí thời gian là lớn. Tất nhiên với giới hạn là 10 mũ 6 thì hoàn toàn chấp nhận được, nhưng giới hạn 10 mũ 6 mà bị gọi nhiều lần thì ta sẽ toang ngay. Do đó nên ta dùng giải thuật sàng nguyên tố. Sàng nguyên tố Eratosthenes để chuẩn bị sẵn cái mảng trạng thái mảng này mảng F trạng thái các số nguyên tố ở trong phạm vi là từ 1 cho tới n. Ở đây ta trạng thái các số trong phạm vi từ 1 đến n đồng nghĩa với việc là ta sẽ gọi cái sàng này Eratosthenes cho tới n. Đấy, ở trong chương trình nhé. Sau khi sàng ra tốt cho tới n thì khi đó ta thu được mảng F. Vậy thì khi đó ở sắp tan 2 thì ta sẽ thực hiện cái như sau. Ở sắp tan 2 thì ta sẽ thực hiện công việc. Bước 1 là ta gọi này, ta bỏ cái này đi. Bước 1 là nhập dữ liệu. Bước thứ 2 sinh. Rồi. Bước thứ 3 ta gọi sàng Eratosthenes cho tới giá trị n để lưu được mảng trạng thái FI. Sau đó sang bước 4 thầy mới thực hiện yêu cầu của bài toán. À, bước 4 thì thầy thực hiện cái công việc là duyệt y chạy từ m chưa rồi cái bước sinh giấy của thầy chạy đâu mất rồi nhỉ, sinh các số đây rồi. Ok rồi, đến cho bước 4 thì thầy duyệt trên từ đầu mảng C đến cuối mảng C, nếu thằng C lớn m và để kiểm tra thằng C có phải là số nguyên tố hay không, thầy kiểm tra F của thằng C có bằng chu hay không. Đấy, nếu của F của thằng C mà bằng chu, chứ bằng chu mình bỏ đi được, thì chứng tỏ thằng CI là số nguyên tố. Mà thằng CI là số nguyên tố thì khi đó ta tăng biến Z lên. Đấy. Thế giải thuật như vậy ở đây thì các bước ta vẫn làm tương tự như bài trước. Nhưng ta thêm một cái bước nữa là bước gọi sàng nguyên tố cho tới giá trị N sau khi sinh xong cái mảng đấy. Vậy thì chi phí ở cái cách này mất độ phức tạp thuật toán là bao nhiêu? Xin mời các bạn comment vào cửa sổ chat giúp thầy. Các em hãy comment vào cửa sổ chat, hãy cho biết giải thuật trên sử dụng mức độ phức tạp thuật toán là bao nhiêu. Để chụp lại. Nào, xin mời bà con anh em cô bác hãy cho thầy biết. Thuận đề xuất là OK. Nào, xin mời tất cả anh em, 500 anh em ở đây, thực tế thầy cho mình có 15 anh em trừ thầy ở đây ra. Cô Dung đề xuất là OK. Rồi, xin mời các bạn khác. Ta có 15 bạn, các bạn comment nhiệt tình đi. Minh Châu cho đề xuất là lốc N nhân K, cũng là một ý tưởng. Vũ Huy đề xuất là K bình nhân căn R max.
Trong đó R max chắc là giá trị lớn nhất của số Fibonacci chính là thằng N. Rồi, ta đã thu được ba kết quả. Nào xin mời, vừa rồi đã có 4 bạn, rồi xin còn 11 bạn nữa. Các em hãy comment cho thầy biết. Và độ phức tạp là bao nhiêu? À, thầy chỉ đã cam màn hình rồi. À, Minh đề xuất là K bình nhân log N. À, và xin mời các bạn đề xuất tiếp, thầy thấy gần đúng rồi. Nó chỉ hơi đi hơi xa đáp án một tí thôi. Cố lên. Để tính được độ phức tạp của thuật toán, ta sẽ tính độ phức tạp của từng đoạn chương trình một. Trong các đoạn chương trình trên có đoạn nào chưa được tính độ phức tạp thuật toán ở bước mấy? Các bạn hãy cho thầy biết bước nào chưa được tính độ phức tạp thuật toán. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Rồi bước 3. Rồi các bạn đều nhận thấy rằng bước 3 chưa được tính. Rồi Thành cũng cho là như vậy. Sơn cũng đồng ý như thế. Vậy thì giải thuật sàng Eratosthenes như khi nãy thầy giảng, độ phức tạp thuật toán là bao nhiêu? Nào các bạn hãy cho thầy biết.